Xòe bàn tay, đếm ngón tay, một anh bé trông thật đến hay. Cả nhà vui, ai có việc là anh giúp luôn không ngồi yên. Bác bầu vàng ơi! Bác bầu vàng! Cái gì đi ta? Có phải bánh ăn được không? Mình nên làm gì bây giờ? À, mình mang ra công viên hỏi các bạn luôn. Đố, giờ đây chơi đá cầu với tụi mình nè. Mình nhặt được cái hộp nhỏ này rơi trên đường á. Vậy bạn có biết ai làm rớt chiếc hộp không? Cô giáo dạy nhặt được cuốc rơi thì phải trả lại cho người đó. Ừ, của bác bò vàng. Nhưng bác chạy nhanh quá, mình gọi không kịp. Không biết cái gì bên trong, chúng ta mở ra xem đi. Chắc sẽ là bánh đó. Mà bác ấy mất có mỗi cái hộp nhỏ vậy, chắc không sao đâu ha. Bụng bự nói phải quá ha. Tụi mình mở ra xem đi. Ôi, pháo à. Phen này thì không biết nói sao với bác bò vàng đây. Mình thấy người ta đốt pháo hoa lên đẹp ơi là đẹp luôn. Mình chơi thử trò này đi. Phải đó, ta to sợ gì, mình dùng hết, sao bác bò vàng biết được. Ơ kìa, bò vàng, sao em lại khóc? Hộp pháo hoa của ba mua không biết đâu mất tiêu. Ba nói mình lấy nên đánh mình. Bò vàng thành bò đỏ luôn rồi kìa. Ê, vậy đó là hộp pháo hoa đốm đã nhặt được đúng không? Ờ, chắc là hộp đó đó. Sao? Các anh nhặt được hộp pháo hoa của ba em hả? Các anh nhặt được đồ của người ta làm rớt, sao không trả lại? Ba em nói như vậy là xấu lắm. Tụi anh biết lỗi rồi. Tụi anh chỉ định chơi một tí thôi mà. Các anh chơi một tí mà cái mông em đỏ như vậy nè. Chứ, vậy khi nào mình đem trả lại, bác ấy sẽ đánh cái mông của tụi mình đỏ còn hơn màu vàng nữa đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Bác không trách con đâu. Con biết trả lại đồ cho người đánh rơi là điều tốt. Chỉ có điều sau này nhặt được của rơi thì nhanh chóng trả lại, đừng lấy đồ của người khác, vì có khi những đồ vật đó rất quan trọng đối với họ. Dạ, con biết lỗi rồi. Mai mốt nếu nhặt được của rơi, con sẽ trả lại ngay vậy. Đớm giỏi. Trên cành cây chim hót, rồi em đi dưới vườn xuân. Ba bạn thân lấp lo, rồi em tung tăng sân nhà. Ồ, hôm nay con trai của ba có gì mà vui vậy? Dạ, hôm nay con có hẹn với mấy bạn đi tham quan lễ hội hoa. Ba mẹ chúc đốm đi chơi vui vẻ, nhưng nhớ đừng có nghịch phá, kẻo làm hư hoa của người ta. Dạ, con biết rồi, chào ba mẹ, con đi đây. Ê, còn bên này nữa nè. Lễ hội hoa năm nay đẹp quá ha. Ồ, mình thấy có nhiều hoa hơn năm trước á. Đồ ăn cho khách tham quan cũng được bán nhiều hơn. Mình thích nhất là hoa đồng tiền, các bạn thích hoa gì? Mình thích hoa vạn thọ, Tết nào mẹ mình cũng mua nhiều ơi là nhiều. Còn mình thích nhất là hoa hồng, nhà mình có trồng nhiều lắm á. Bông hoa đồng tiền đẹp quá à. Đâu, chỉ mình xem với. Wow, màu sắc thật là đặc biệt, thích quá à. Mình muốn hái bông hoa đồng tiền này về nhà, hai bạn giúp mình hái nó nha. Ờ, nhưng mà người ta để biển cấm hái hoa kìa. Nhưng mà chỉ một bông thôi, chắc không có sao đâu. Không được đâu, như vậy là vi phạm quy định đó, hái hoa sẽ bị phạt. Nhưng chỉ một bông thôi, mình thích lắm, các bạn không giúp mình không chịu về đâu. Đốm, làm sao bây giờ? Thôi được rồi, mình sẽ hái giúp bạn, nhưng chỉ một bông thôi đó.
Yeah, mình cảm ơn bạn nhiều nha. Bác bắt quả tang đang hái hoa rồi nha. Các cháu không nhìn thấy chiếc bảng cấm hái hoa hay sao? Dạ, con thấy, nhưng con chỉ định hái một bông thôi. Các cháu phải biết tuân thủ quy định chứ. Bác sẽ báo cáo việc này với ba mẹ các cháu. Cháu không có hái, cháu không liên quan. Bác đừng mét ba mẹ cháu. Nhưng cháu đã giúp bạn làm việc sai, cháu cũng có lỗi. Dạ, con là người hái hoa, con xin chịu tội hết. Bác đừng có mét ba mẹ bạn ấy nha. Đúng, chị giúp hai cháu một bông hoa thôi, là lỗi tại cháu. Bác tha cho đúng đi bác. Thôi được rồi, bác thấy các cháu đều đã biết lỗi. Như vậy là tốt, lần này bác bỏ qua. Cháu cảm ơn bác nhiều. Dạ, lần sau cháu sẽ không hái hoa dù chỉ một bông. Các bạn nhớ nha, không được hái hoa ở những nơi đã được quy định. Hôm nay Đốm muốn ăn gì nè, mẹ nấu. Hay hôm nay mình đi ăn nhà hàng đi mẹ. Con muốn ăn hải sản. Ăn hải sản nhiều sẽ đau bụng đó. Không, con muốn ăn hải sản thôi à. Không có hả, con nhịn đói luôn á. Thôi được rồi, ba sẽ dẫn con đi ăn. Chiều con lần này, nhưng con nhớ là phải ăn ít thôi nha. Vậy con muốn ăn sushi. Được đó, sushi được đó con. Cho ba phần sushi. Wow, tự động đem ra luôn kìa. Mời ba mẹ ăn sushi. Hả? Vô gì vậy? Bò rồi nha. À, dính rồi. Từ từ thôi con. Ngon quá ba. Ba gọi tiếp đi. Tôm hùm nha ba. Cho tôi 3 phần tôm hùm. Tên nào đòi ăn ta? Có ngon thì nhào vô. Hả? Ba mẹ để con. Con ăn quá nhiều hải sản sẽ không tiêu đâu đó. Thôi, chúng ta về thôi. Ôi da, đau bụng quá. Đau quá. Con sao vậy Đốm? Con làm sao vậy hả Đốm? Mẹ ơi, cứu con. Mẹ đã nói rồi mà con không nghe. Tối mà ăn hải sản còn ăn no cành hông nữa. Sao mà không đau bụng cho được chứ? Con xin lỗi mẹ. Mẹ cứu con đây, con đau bụng quá à. Ui da, đau bụng quá. Thôi em cứu con đi. Còn anh nữa, không quên con mà còn bên con. Con thấy chưa, vì con mà ba bị mẹ la kia kìa. Mai mốt mẹ nói thì con phải biết nghe lời, nghe chưa? Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi cứu. Kẹo đây, kẹo đây, kẹo năng lượng đây. Ăn vào sẽ trở thành siêu nhân, sức mạnh phi thường. Kẹo năng lượng kìa. Ôi, kẹo năng lượng. Mình muốn có sức mạnh siêu phàm. Mình cũng muốn biến thành siêu nhân xinh đẹp. Cho con, cho con, cho con ăn nữa. Cho con một cây. Cây nào mạnh nhất thì chú trước đi. Con cầm đi. Để mình thử. Ồ,
ghê luôn bụng bự ơi. Đánh thật mình thử đi. Lợi hại quá. Chúng ta đã trở thành siêu nhân rồi. Con đi học về trễ vậy đúng. Đứng lại đó. Tại sao mẹ hỏi mà không trả lời? Đi học về cũng chẳng biết thư gửi một tiếng là sao. Hả? Con sao vậy đớm? Ta đã là siêu nhân, ngươi không được cản ta đâu. Anh ơi, thằng đớm nó sao rồi nè? Hả? Chuyện gì vậy? Em đâu rồi? Em ở trên đây nè. Xuống đi, anh đỡ. Rõ ràng là em không hề nhẹ một chút nào hết. Anh, làm sao để cứu thằng đớm bây giờ? Để anh coi. Thôi chết rồi, nó ăn nhầm kẹo độc, toàn hóa chất độc hại, phẩm màu và chất gây ảo giác không à. Vậy sao bây giờ anh? Phải bắt đớm lại và lọc độc cho nó. Quá trình lọc độc bắt đầu. Ghê thiệt. Đúng là ba cái kẹo đỏ xanh vàng tím ngoài cổng trường đáng sợ thiệt. Con sao vậy mẹ? Con không nhớ gì hết. Tụi con đã ăn trúng kẹo độc của lão chuột thúi bán ở cổng trường. Trong đó toàn quá chất độc hại không à. Ghê quá. Con sao không dám ăn kẹo bán ngoài là đường nữa đâu. Cứu với. Cứu tôi với anh chị ơi. Chuyện gì vậy chị? Thằng bụng bự nhà tôi không biết bị cái gì mà nó thấy cái gì cũng ăn. Nó đã ăn sập cả cái nhà tôi luôn rồi. Thôi chết rồi. Vậy là tai to. Bụng bự cũng bị rồi. Hả? Các bạn biết không, mình rất thích trở thành một cô giáo. Vừa thông minh, vừa xinh đẹp. Các em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Vậy bạn có đánh các em khi không nghe lời bạn không? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà các em đi học thì phải làm bài tập đầy đủ. Không hả, thì mình sẽ tiếc và mong đó. Vậy chắc các học sinh của bạn sẽ sợ bạn lắm nha mà xem. Sao lại sợ mình? Vì bạn hung dữ quá mà. Các bạn đúng là quá đáng mà. Vậy còn hai bạn muốn làm gì? Bụng bự mình đây sẽ trở thành đầu bếp của nhà hàng 15 sao hạng nhất hành tinh này. Ủa, mình mới nghe là nhà hàng 5 sao thôi mà bụng bự. Sao nhà hàng của bạn tới 15 sao luôn? Bây giờ chỉ 5 sao, nhưng đến khi mình lớn thì mọi thứ sẽ lớn theo. 5 sao chỉ trở thành 15 sao thôi. Còn mình muốn trở thành một nghệ sĩ chơi đàn thật hay. Mỗi lần mình gãy thì mọi người phải chăm cho, thán phục. Đếm hay quá, đếm là thiên tài âm nhạc. Ôi, mình thần tượng đếm quá à. Đếm đáng yêu quá. Đếm, đếm, bạn đang mơ hả? Đâu có mơ gì đâu. Nhưng bạn đâu có biết chơi violon đâu. Tưởng chuyện gì, chứ việc học đàn thì vô cùng đơn giản với mình. Mình sẽ xin mẹ mình mua đàn cho mình học, và mình sẽ đàn cho mọi người nghe. Bạn học đàn tới đâu rồi? Bạn đàn cho chúng mình nghe một đoạn được không? Hư bao nhiêu cây đàn rồi. Chắc là đàn hay lắm á, tài to. Mình đã đàn giỏi hơn trước rất nhiều rồi. Các bạn muốn nghe không? Tất nhiên là muốn. Không muốn mình đến đây làm gì? Vậy thì mình sẽ cho hai bạn thưởng thức. Ba mình nói tiếng đàn của mình có 102 luôn đó. Vậy bạn cho tụi mình nghe thử đi. Mình tò mò quá. Đúng. Còn lại đàn nữa hả? Sao bạn đàn ghê quá vậy? Mình không kịp chạy thoát thân luôn nè. Mình đàn như vậy đó. Mình đàn hoài mà sao nó không hay vậy? Mình vô dụng như vậy sao? Thôi, bạn nín đi. Mình muốn làm thiên tài đàn thôi mà. Sao mình tập hoài mà không được à? Con trai à, đàn không phải là con muốn giỏi muốn hay là được. Dù con có tập luyện cỡ nào mà không có năng khiếu thì con cũng không học giỏi được. Nhưng không giỏi đàn không có nghĩa là con là đứa vô dụng. Đúng rồi đó, đốm của mình rất thông minh mà. Hồi xưa giờ chuyện gì đốm cũng giỏi hơn mình mà. Thiệt hả mẹ? Hát thấy to, bụng bự. Đúng rồi,
Nhưng mà về cái vụ đàn á thì bỏ đi nha. Đớm nè, chiều nay chúng mình đi thả diều đi. Xong rồi chúng ta đi chơi giúp tiền nữa nha. Không đi đâu. Sao vậy? Mình có bạn chơi rồi, không chơi với hai bạn nữa đâu. Bạn mới hả? Đủ chơi chung luôn. Không bao giờ, bạn đó là bạn của mình. Mình không cho bụng bự gì tới tao chơi chung đâu. Ờ, có bạn mới, sao thấy ghét vậy? Không chơi với tụi mình hả? Bạn mới rất tốt với mình, chơi với bạn ấy sẽ thích hơn. Mình không chơi với một tên heo bụng bự lười biếng, con thỏ suốt ngày điệu đà. Nhiều thế mà cũng nói được hả? Chả thèm. Mai mốt không ai chơi cùng nữa thì đừng có kiếm tụi mình nha. Bạn giỏi quá, có thể biến hình mọi thứ. Tuyệt vời ống mặt trời. Bạn thích gì nữa? Mình thích nhìn sao băng. Đẹp quá trời quá đất luôn. Bạn hay quá à. Thôi, tới giờ mình phải về rồi. Ở lại chơi tí xíu nữa đi mà. Không được, mình phải về đây. Mai mình sẽ quay lại. Đang chơi vui, bỏ về rồi. Mình chơi với ai bây giờ? À, rủ quần bự tới to cho đỡ buồn vậy. Hai bạn chơi lò cò hả? Cho mình chơi với. Ai cho, có bạn mới rồi thì đi chơi với bạn mới đi. Đúng rồi đó. Tưởng mình muốn chơi lắm hả? Tại bạn ấy về nhà rồi nên mình mới qua đây chơi. Chẳng thèm chơi nữa, đợi bạn ấy chơi vui hơn. Sao hôm nay bạn ấy không tới với mình vậy ta? Đó, đợi tới chi làm tổ luôn rồi kìa. Nè, Đơm, bạn ấy không có đến nữa đâu. Không có đâu, bạn ấy nhất định sẽ tới mà. Bực mình quá đi, tụi mình là bạn chơi với nhau hồi trước tới giờ, vậy mà nghỉ chơi với mình vì người bạn mới đó. Bạn ấy không có tới nữa, không lẽ mình ngồi đợi hoài? Chứ mình chơi với ai bây giờ? Thì chơi với tụi mình nè. Mình nói nghỉ chơi với hai bạn rồi, hai bạn không giận mình sao? Thì chúng ta là bạn thân mà. Thiệt hả? Ghê quá đi. Mình xin lỗi hai bạn, ba chúng ta luôn là bạn tốt của nhau ha. Sau này mình sẽ không như vậy nữa đâu. Không ai tốt với mình bằng hai bạn. Yeah. Chúng ta đi chơi thôi nào. Chờ mình dây. Bỏ bỏ. Các bạn chịu tập gấp. Ê, chuẩn bị có chuyện vui nè. Khi nào vậy Đơm? Ngay bây giờ, ở công viên sau trường học nha. Gấp đó. Ok. Đại hội thể thao trên mây là sao hả Đớm? Đây là vé mời tham dự đại hội thể thao. Không, là thử thách đấu thì đúng hơn, của Dương Quốc trên mây. Thách đấu là sao? Là khiêu chiến, là phân tài cao thấp, thắng bại đó, hiểu chưa? Đúng vậy, họ muốn xem năng lực của người địa cầu chúng ta thế nào nè. À, vậy thì chiến thôi, mình sẽ thi coi ai có năng lực khẩu phàm bất bại. Cái này thì đúng là bụng bự giỏi nhất rồi. Vậy còn Đớm thì sao? Mình chưa thấy cái gì đặc biệt cả. Còn tay to? Bí mật, chờ xem. Ráng lên, ráng lên, ráng lên. Bụng bự ơi, cố lên, cố lên, cố lên. Môn này, bụng bự khá chắc rồi, khỏi cần phải có kết quả. Hay quá, trời ơi, nhìn anh lông lên cái kìa. Ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên. Bụng bự, cố lên. Thua rồi. Ôi, năng lực thật là khủng khiếp.
em đã chiến thắng. Cả thần dân biết bay mà còn phải thua em nữa đó. Dạ không đâu ạ, em chỉ cố gắng hết sức mình thôi. Sao tay to nhảy cao hay vậy? Mình không ngờ luôn á. Nhờ mỗi ngày mình đều tập nhảy á, mình nghĩ cứ cố gắng rèn mỗi ngày sẽ thành công thôi. Mình biết rồi, từ nay mình sẽ thay đổi thói quen, sẽ siêng năng tập luyện thể dục, không ngủ nướng nữa. Chúng ta cùng cố gắng nha. Lần sau mình nhất định sẽ đạt huy chương Tây vật vàng mới được. Các con biết thay đổi vậy là tốt rồi. Nếu có tố chất riêng mà không chịu rèn luyện thì sẽ bị thua chỗ. Ông bà ta thường hay nói, năng làm thì tay quen, thiên tài chỉ có một, nhưng cố gắng, nỗ lực là quyết định tất cả. Xin chào tất cả các cư dân trên địa cầu. Xin chào, xin tự giới thiệu, bọn ta chính là giám thị của ngân hà các người đang sống. Mấy người này nói có tin được không ba nó? Vũ trụ chứa rất nhiều điều kỳ lạ, nhìn các thiết bị hiện đại đi kèm theo thì có thể họ nói có thiệt đó. Xin thông báo một tin buồn, trái đất của các ngươi phải đập đi, giải tỏa, làm đường cho sao chổi. Nhưng vẫn còn một cơ hội cho trái đất các ngươi đây. Ta sẽ chọn ngẫu nhiên 3 người từ trái đất thi đấu với phiên bản robot của chính họ. Nếu đội người thắng một trong 3 cuộc thi, ta sẽ không phá hủy trái đất nữa. Còn nếu thua thì sẽ thành binh địa. Trời đất ơi! Dạ, 3 thí sinh ngẫu nhiên người trái đất là 3 người đây. Và đây phiên bản máy móc mà đội con người sẽ phải đánh bại. Cuộc thi đầu tiên sẽ là chạy tiếp sức. Đội trái đất tốt thắng. Đội trái đất tốt thắng. Làm sao mình có thể chạy lại một cỗ máy chứ? Cuộc thi chạy tiếp sức bắt đầu. Trời ơi, bụng bụi chạy như vậy làm sao chúng ta thắng được đội máy móc chứ? Chiến thắng đầu tiên thuộc về đội máy móc. Loài người còn 2 cơ hội nữa. Phần thi thứ hai bắt đầu. Cố lên các bạn ơi, có thể bụng bự này chạy không có nhanh, nhưng sức mạnh thì số 1 cái khu này luôn nè. Nhưng mà đừng nó mạnh quá, sắp chịu không nổi rồi. Xin chúc mừng đội máy móc lại chiến thắng thêm một lần nữa. Cố lên các con, ba tin là các con sẽ làm được. Vì loài người chúng ta có rất nhiều sức mạnh tiềm ẩn mà máy móc không có được. Và trận chiến cuối cùng đã bắt đầu. Và chúng ta đã có tỷ số ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu. Tụi nó vừa nhanh vừa mạnh thì làm sao mình thắng nổi đây? Đừng nản chí, chúng ta sẽ làm được. Thứ mà bọn người máy không có chính là tinh thần đoàn kết. Bọn chúng chỉ hoạt động cá nhân thôi, không hề biết phối hợp. Đúng rồi ha, chúng mình sẽ... đâu kết thúc. Người trái đất đã chứng minh được giá trị đoàn kết của mình, tâm phục khẩu phục. Vậy thì mời mấy anh đi cho. Dạ, ba gọi tụi con ạ. Đúng rồi, nè nè, lại đây, giới thiệu với mấy đứa, loài hoa biết hát. Xin chào các bạn. Oh, bông hoa biết nói luôn kìa. Mình còn có thể biết hát nữa. Hay quá. Đây là một loài hoa rất đặc biệt, chỉ có trên mặt trăng thôi. Không những đẹp mà còn biết hát nữa. Bạn đúng là tuyệt vời đó nha. Thật ra hôm nay gọi mấy đứa tới đây là có nhiệm vụ cho mấy đứa nè. Nhiệm vụ? Đây là hạt giống của hoa biết hát. Mỗi đứa một hạt, chia nhau ra trồng. Rồi tới khi mặt trăng mở hội, hãy đem những bài hát hay nhất của trái đất mình lên thi. Tất nhiên là người thắng cuộc sẽ được vinh danh khắp vũ trụ luôn. Dạ vâng. Dạ. Lần này nhất định mình sẽ giành giải quán quân cho coi. Còn mình chỉ mong mang được những bài hát hay nhất của trái đất để giới thiệu cho tất cả các bạn bè vũ trụ thôi. Ủa, còn bạn thì sao bụng bự? Tới ngày lẻ rồi kìa, hai bạn về trước đi. Ta
luôn bà. Bye bye. Tưởng được tặng đồ ăn chứ, ai ngờ nguyên cái hạt giống này nhặt phèo. La 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 la, cây mau lớn nhanh nha. Sao mình không mở nhạc cho cây nghe nhở? Biết đâu lớn lên thì sẽ thuộc luôn. Bụng bự, mai có bài kiểm tra, con nhớ học bài nha. Mẹ ơi, xíu nữa con học bài nha. Và sau đây là một thí sinh nữa đến từ trái đất Tai To. Dạ xin chào mọi người, em và bông hoa của mình xin được trình bày bài hát Đếm Sao, một bài hát rất nổi tiếng của trái đất. Một ông sao. Hay thưa quý vị, và tiếp ngay sau đây cũng là một thí sinh từ trái đất Bụng Bự. Dạ sau đây tụi em xin hát bài. Hóa hát cái gì đi, tôi có biết có bài gì đâu. Chán phèo. Mẹ ơi, xíu nữa con học bài nha. Bài đã không chăm sóc cho cây hoa cẩn thận nên nó nghe bạn nó tầm bậy tầm bạ rồi học theo luôn đúng không? Đúng rồi, xấu hổ quá đi. Một bài hát thật kỳ lạ đến từ trái đất, thật là kỳ lạ. Hình như là họ không biết, tưởng đó là bài hát thiệt. Mình xin hứa lần sau mình sẽ chuẩn bị thật kỹ cho những việc quan trọng. Đốm, học bài chưa? Hôm nay bài ít mà mẹ. Mau phụ mẹ nấu cơm đi, nằm đó hoài à. Phim đang hay quá, còn có chút xíu nữa đi. Không được, ngồi dậy mau. Con với chả cái ăn rồi suốt ngày hết chơi tới nằm. Sao mẹ lại khó chịu với con quá vậy? Chứ không phải hả? Ba thì để làm vất vả, con ở nhà rảnh không chịu phụ giúp mẹ gì hết, còn bài bừa lung tung nữa. Ba mẹ cưng con riết rồi con hư à. Biết chừng nào con mới tự lập được hả? Lâu lâu mới hết bài mà mẹ không cho con chơi gì hết á. Mẹ có thương con? Mẹ không có thương mình gì hết á. Ở nhà này không còn thoải mái nữa. Quyết định rồi, mình sẽ bỏ nhà đi, mình sẽ tự lập, không cần mẹ lo nữa. Nè, con đang làm cái gì đó? Con sẽ ra đi, con sẽ tự lập cho mẹ thấy. Lần này con quyết tâm rồi, con sẽ không về đâu. Thôi được rồi, ba cô dựng một cái nhà kế bên phòng thí nghiệm đó, con ra đó mà ở đi. Thì hả ba? May quá, con cảm ơn ba. Giờ con đi đây. Chắc là cái nhà này rồi, nhưng làm sao để vô đây ta? Chào bà, bà muốn vô ở hả? Ờ, căn nhà nói chuyện được à? Ờ, đúng rồi, mình muốn ở tự lập ở đây, bà cho mình vô đi. Ừ, được thôi. Từ nay mình sẽ ở đây. Mệt quá, mình phải ngủ một giấc đã. Đói quá, đi xuống coi mẹ nấu ăn cho ta. Ồ, mình đang ở một mình mà. Không được, phải tự kiếm ăn. Bực quá à, tủ lạnh gì mà không có gì ăn hết vậy? Bạn tưởng đồ ăn tự có cho bạn ấy à? Muốn ăn á thì đi mà nấu. Không thèm, mình nhịn không ăn, đi ngủ luôn. Đói bụng quá, qua xem một bữa đồ ăn mới được. Hết hạn đóng tiền điện rồi, đóng nhanh đi. Con mới ở bữa nay mà. Nhưng tới ngày định kỳ thì phải đóng thôi. Nhưng tiền đâu mà con đóng? Đóng tiền nước nữa nha. Trời ơi, sao tùm lum thứ hết vậy? Giờ có đóng không hả? Không đóng thì cắt hết. Nè, hôm nay cuối tuần rồi, mình cần được dọn dẹp. Bạn mau dọn dẹp hết nhà của mình đi. Nhưng mình đói mệt lắm, không đủ sức làm đâu. Mặc kệ, một mình mà đòi sướng như ở nhà hả? Làm mau lên. Mình chịu hết nổi rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, con sai rồi. Con chịu về rồi đó hả? Mẹ ơi, con xin lỗi,
Từ nay con sẽ cố gắng phụ giúp mẹ. Mẹ chỉ dạy cho con nha. Con còn nhỏ, chủ động phụ giúp mẹ từ những việc nhỏ nhặt nhất thì sau này lớn lên con mới tự lập được. Dạ. Mẹ, mẹ, mẹ thấy con còn đúng không? Ủa, không phải cùng đi làm nhiệm vụ với con sao? Dạ, lo lắm rồi. Con không thấy tín hiệu nào phát về đó. Chà, căng ha. Nếu tội phạm thời gian bắt được Gòn Gòn thì sẽ nguy hiểm. Chúng ta mau ra ngoài tìm thôi. À! Đó, cứu mẹ. Mẹ, chúng ta đâu mà không gian không trọng lực. Mẹ sẽ không bị té đâu, đừng có lo. Không, không, mẹ sợ. Chỉ cần giữ thăng bằng là được. Nhưng làm sao làm được? Mẹ giơ tay ra. Cánh chim đang bay như vậy nè. Mẹ ơi, có cả hàng ngàn cánh chim đang bay ở dưới kìa mẹ. Chúng đi đâu mà đông quá trời? Hay có gì nguy hiểm gì ta? À không, đó là loài chim đi di trú đó. Đây là tập quán của nhiều loài chim. Chúng sẽ đi tránh đông. Khi nào trời ấm áp thì sẽ quay về nơi ở cũ. Ồ, hay quá. Không biết Gòn Gòn có bay theo đàn chim này không ta? Không đâu con, Gòn Gòn không có tập quán này. À, mà con biết Gòn Gòn có thói quen gì nữa không? Bà ấy toàn làm ngược á mẹ. Ờ, là sao? Mỗi lần mẹ ấy ôm con toàn nói ghét quá thôi. À, mẹ ấy còn mê ngủ nữa. Mỗi lần con yêu cầu mẹ ấy đi canh gác là mẹ ấy toàn ngủ. Mẹ ơi, con biết Gòn Gòn ở đâu rồi, mẹ theo con đi. Gòn Gòn, lại ngủ nữa hả? Gòn Gòn sẵn sàng để lịch tuần tra. Thì ra tại con nha đớm, Gòn Gòn có tập quán làm ngược lại đó. ghét quá. Anh họ của mình á mới hứa mua cho mình một con robot mới. Nói vậy nè, thấy nó hay chưa? Ghê. Đẹp quá vậy, nhớ về nhà chung ở nhà. Được thôi, nhưng mà bạn phải chơi cẩn thận nha. Bạn toàn làm mất không à. Gì, mình có làm mất đâu. Bạn có mỗi con robot đó mà lên giọng với mình hả? Mình không có lên giọng nha. Tại nó quý nên mình muốn giữ nó thôi. Không thèm nữa, nhà mình không những có mà đầy luôn á. Thiệt á hả, vậy cho tụi mình qua chơi thử đi. Chết rồi, là nói dối. Được thôi, sợ bạn hả? Yeah. Không biết bà có cái gì để cứu mình được không ta? Phòng nói dối, chỉ cần đeo lên đầu, nhấn nút, lời nói dối sẽ trở thành lời nói thật. Tìm ra rồi, ta có một con robot đúng như con bụng bự muốn. Wow, nó nè, đẹp quá à. Mày đi khoe liền thôi. Có con robot mà ai cũng hâm mộ bạn vậy đó. Mình có xe đồ chơi mới đó. Bạn có muốn đổi con robot với mình vài bữa không? Được á, xe đẹp ghê luôn, đổi đi. Đốm ơi, Đốm ơi, xuống mẹ nhờ chút nha. Đốm ơi, nó tiêu rồi, xe xịn của bọn. Sao giờ? Con ơi con, bạn bò qua tìm con nè. Thôi tiêu rồi, sao lại đến giờ này chứ? Đốm đổi lại xe cho mình đi. Em mình không chịu, đòi mình đổi lại đó. Mình trả lại bạn robot nè.
xe của bạn bị con quái vật to lớn trên đường, bị mình đi học về cướp mất rồi. Gì cơ? Mất rồi hả? Xe của mình. Nó từ đâu đi tới? Lớn lắm. Đòi cướp xe đồ chơi của bạn. Nó nói mình không được, nó sẽ đánh mình. Thôi mình đi về. May quá, không là bị chửi te tua rồi. Quái vật. Cảm ơn lời nói dối của mi, nó đã giải phóng cho ta đó. Mau đưa xe đồ chơi đây. Chết rồi, anh mất đi dòng tượng bao thế giờ. Nói dối không chấp bách, ta sẽ đánh ngươi một trận. Cứu mẹ không? Ai cứu tôi? Ba ơi, tôi sợ quá ba. Con không thể nói dối để che đậy lỗi lầm của mình được. Càng ngày con sẽ càng nói dối quen. Con hiểu rồi, con xin lỗi ba. Bây giờ con lên lớp, con xin lỗi bạn bò và bạn bụng bự đi nha. Dạ, con nhớ rồi. Cảm ơn ba đã giúp con. Bà kiểm tra thì lại bị điểm thấp. Hôm trước bị mẹ la, bụng bự vô lớp, cứ khoác lác đồ chơi mới, chán quá. Nè anh quá khứ, anh làm cho cậu chủ chỉ nghĩ về chuyện cũ mà không chịu làm gì hết à? Đúng rồi đó, cậu chủ không thèm nghĩ tới tương lai là tôi đây nè, mà cứ suốt ngày nằm trong phòng thôi. Chính anh hiện tại tạo ra toàn kỷ niệm buồn, anh còn đổ thừa cho tôi nữa hả? Ủa, sao lại có ba bông hoa ở đây? Xin chào cậu chủ, chúng tôi là ba bông hoa đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu chủ nè. Thì ra là vậy, nhưng sao các bạn cứ cãi nhau in nổi vậy? Tất cả là do anh quá khứ cứ chiếm lấy cậu chủ, làm cậu chủ nghĩ về chuyện buồn cũ rồi ủ rũ hoài đó. Đúng rồi đó, bông hoa quá khứ, sao phải lúc nào cũng làm mình buồn vậy? Không phải đâu, nếu hiện tại cậu tạo ra việc làm tốt thì đâu phải như vậy chứ. Tôi nghĩ tốt nhất chúng tôi không làm việc với anh nữa, như vậy thì cậu chủ mới vui vẻ cùng với tôi tạo ra nhiều kỷ niệm mới. Nhưng quá khứ quan trọng lắm, hai anh không thể không có tôi được đâu. Đúng rồi đó, mình không cần bạn nữa đâu. Từ bây giờ bạn sẽ không thể làm cho mình buồn nữa. Nè đốm, xài cái viết mình cho mượn á, cho cẩn thận nha. Biết rồi mà. Trời đất, hôm trước đã làm hư một cây rồi, sao bạn không cẩn thận gì hết vậy? Hôm trước mình làm hư hồ nào, đừng có xạo nha. Bạn bè gì mà ích kỷ, không muốn cho mình mượn nữa thì nói đi. Sao bạn nói chuyện kỳ vậy? Từ nay mày không muốn chơi với bạn nữa. Bụng bự đừng buồn nữa. Tụi mình làm bạn bao nhiêu lâu rồi, biết bao nhiêu kỷ niệm, đã làm gãy cây bút còn nghĩ chơi mình nữa. Cậu chủ không nhớ về chuyện cũ hết à? Nè con, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, về nhà là phải cất đồ gọn gàng chứ. Mẹ dặn có hồi nào, con đâu có nhớ đâu. Cất thì cất. Hôm nay con dám trả lời với mẹ như vậy đó hả? Như vậy là hổng có biết không? Từ nay ba cấm không cho con đi đâu chơi hết, ở nhà dọn dẹp nhà cửa, học bài cho ba. Tại sao lại như vậy? Con sẽ không nghe lời ba đâu. Tại sao không có quá khứ mà cậu chủ vẫn còn buồn nhiều quá vậy? Mình hiểu rồi. Nếu ngay hiện tại của mình mà cậu chủ làm việc không đúng thì vẫn phải gặp chuyện làm cậu chủ buồn thôi. Mình phải làm sao đây? Phải đi tìm anh quá khứ về thôi. Anh quá khứ ơi, anh ở đâu? Hai anh tìm tôi hả? Quá khứ ơi, cho mình xin lỗi nha. Mình trách sai bạn rồi. Cậu chủ có cần tôi nữa đâu. Cậu chủ rất cần anh đó quá khứ à. Phải có quá khứ, cậu chủ mới nhớ được những việc gì là sai mà tránh không làm nữa, mới biết rút kinh nghiệm để hiện tại làm việc đúng. Có như vậy, tương lai cậu chủ mới tốt đẹp được. Đúng rồi đó quá khứ, tôi có lúc buồn, cũng có lúc vui. Hiện tại, mình mới biết làm việc nào là đúng thì quá khứ mới có vui nhiều được. Ba bạn đều quan trọng với mình, hãy luôn bên cạnh để giúp mình làm nhiều việc tốt hơn nha. Đồng ý. Dạ, mời chị vào nhà chơi. Tôi có đem qua cho chị mấy cái khuôn làm rau câu, quả tiết đẹp lắm nha. Thích quá, em vừa có ý định sẽ làm món đó đãi cả nhà đó. Chị đợi em một chút nha, em có món này hay lắm nè. Gì mà bí mật dữ vậy mẹ đớm? Phô mai que ở trong tủ lạnh đâu hết rồi?
Con hết rồi. Sao con ăn mà không xin phép mẹ? Sao phải xin phép? Con phải mẹ làm tất cả cho con sao? Dù là mẹ có thể cho con ăn hết, nhưng con cũng phải xin phép mẹ, biết chưa? Không, vậy có gì khác biệt đâu. Trước sau gì con cũng ăn thôi. Mẹ rất buồn về điều này. Bây giờ mẹ không còn bánh để đãi mẹ bụng bự nữa. Không được lắc. Vui lòng đọc mã số khách hàng. Hả? Mã số gì? Rắc rối quá à. Em có nhận đồ chuyển phát nhanh của anh không vậy? Ờ, dạ không. Đồ gì anh? Mà họ gửi lâu chưa? Tin nhắn báo cho anh là đã chuyển hàng thành công rồi mà. Sao kỳ vậy ta? Nếu em không nhận thì là... Chắc là đếm ký nhận đó. Mình không tin là mình không bỏ được cái hộp này. Đúng. Tại sao con dám? Tại vì con không biết là... Lại là không xin phép nữa phải không đớp? Đây là vật phẩm riêng tư của ba. Gửi cho ba một màu âm thanh để làm nghiên cứu. Sao con dám tự nhiên sử dụng đồ của người khác vậy? Con... Tuy chúng ta cùng chung một nhà, nhưng cũng phải có quy tắc của nó con à. Ba mẹ không tiếc gì với con hết, nhưng con muốn làm gì ngoài đồ vật của riêng con thì con cũng phải xin phép người khác. Đó là phép lịch sự, nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Con không dám tái phạm nữa đâu. Vậy thì tốt, nhớ đó nghe chưa? Cuối cùng tụi mình cũng đã vượt qua kỳ thi cam con. Chuẩn bị nghỉ hè thôi. Mình lo quá à, không biết điểm thi như thế nào nữa. Mình mà bị điểm thấp chắc là mẹ buồn lắm. Trời ơi, học giỏi như tai to mà còn lo lắng nữa hả? Không lẽ là người ngoài hành tinh? Không sao đâu, tụi mình sẽ bảo vệ bạn. Xin chào các bạn, mình là Zuzu. Mình đến từ hành tinh trí tuệ, hành tinh thông minh nhất trên vũ trụ này. Mà sao bạn lại tới đây vậy? Ở một nơi quá giỏi như vậy, mình cảm thấy chán. Mình muốn đi khám phá những hành tinh khác. Vậy ở hành tinh bạn có gì? Người ở chỗ mình ai cũng giỏi hết, nên mọi người không đòi hỏi cũng không mong muốn gì. Nhưng làm sao bạn biết hành tinh của bạn á ai cũng giỏi? Có gì chứng minh không? Thì mẹ mình nói như vậy thì nó là như vậy. Chứng minh cho mấy bạn chỉ tốn thời gian thêm thôi. Thiệt là quá đáng. Đang ở trên hành tinh khác mà còn dám khoác lác như vậy nữa. Tụi mình sẽ cho bạn biết tay. Thôi thôi, mấy bạn đừng có như vậy được không? Bạn đó là khách mà. Nè bạn Juju ơi, bạn nói chỗ của bạn giỏi như vậy, vậy vừa rồi bạn thi được bao nhiêu điểm? Thi được bao nhiêu điểm là sao? Ý mình là bạn làm bài kiểm tra có được điểm số cao không? Bài kiểm tra là gì? Mình hiểu rồi. Ở hành tinh Juju, mọi người đều nghĩ mình lại giỏi nên chả thi cử gì hết. Nhưng thi cử là gì? Có ăn được không? Ừ, không phải đồ ăn. Thi là để bạn biết chắc chắn được mình có thật sự giỏi hay không đó. Nghe hay quá vậy. Vậy mình muốn thi, mình muốn thi. Được thôi, vậy thì mình vô lớp thi thử nào. Đây là các câu hỏi trong bài thi. Bạn phải trả lời đầy đủ hết những câu hỏi này trong thời gian 10 phút. Nếu bạn đúng được nhiều câu thì điểm của bạn sẽ cao. Điều đó chứng tỏ là bạn giỏi. Mình hiểu rồi. Tài to, tính giờ đi. Được rồi, thời gian làm bài của các bạn bắt đầu. Còn chưa làm xong mà. Bây giờ thì bạn đã hiểu thi là sao chưa? Mình hiểu rồi. Thiệt là căng thẳng. Trước giờ mình chưa phải như vậy bao giờ cả. Đúng rồi, phải có thi như vậy chúng ta mới biết được thực lực của mình ở đâu. Từ đó phấn đấu nhiều hơn để ngày một giỏi hơn. Nếu mà không có thi cử thì mọi người sẽ không biết cầu tiến. Mọi người sẽ lười biếng, ỷ lại mà không cố gắng học tập thêm đâu. Mình hiểu rồi.
Cảm ơn các bạn đã cho mình một trải nghiệm thú vị. Mình sẽ kể lại với mọi người và các bạn nha. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Sao hôm nay trời nóng vậy ta? Khó ngủ á. Ủa, sao anh gà lại cái gì giờ này? Mai mình rủ bụng bựng với tay to tìm hiểu coi sao. Hả? Mới 5 giờ sáng anh gà đã gáy rồi hả? Gáy tận 2 lần đó. Ảnh gọi ông mặt trời dậy đó. Không có gì đâu. Có, mình có thấy ông mặt trời trả lời ảnh đâu. Hay học xong á, mình chạy qua hỏi anh gà trống đi. Lỡ có chuyện gì mình giúp ảnh nữa. Được. Chẳng lẽ anh đã gặp chuyện gì rồi hả? Tụi mình phải đi kiếm ảnh ngay. Ừ, nhanh lên. À, mà khoan, kiếm ở đâu vậy? Lên hỏi ông mặt trời thử coi. Lỡ mẹ mình nói đúng là anh gà trống gáy gõ mặt trời thì chắc ông mặt trời sẽ biết chứ. Có lý, đi thôi. Ông mặt trời ơi! Ông mặt trời! Chuyện gì đó ba đứa? Dạ, tụi con đi kiếm anh gà trống. Vậy sáng sớm nay con thấy ảnh gọi ông dậy rồi. Mà nãy giờ con kiếm không thấy ảnh đâu anh. Hả? Ta tự dậy mà, ai gọi ta đâu. Ủa, sao mẹ con nói mỗi sáng tiếng anh gà trống gáy là để đánh thức ông dậy mà. Không có nha, ta tự lập từ đó tới giờ chứ bộ. Vậy là nguy rồi. Nếu không phải anh gà trống gáy để gọi mặt trời dậy thì lý do gì mà ảnh gáy lúc sớm vậy ta? Bình tĩnh, để ta kiếm cho. Cậu ta kìa, ngay bên khu rừng vui vẻ đó. Wow, tìm ra rồi. Tụi con cảm ơn ông mặt trời nhiều. Anh gà trống, anh có sao không? Hey, đất hơi cứng nên chắc không nhiều dung đâu. Không phải, ý tụi em á là tại sao sáng nay anh gáy sớm dữ vậy? Thì ngày nào anh chả gáy, nhưng sao anh lại gáy sớm như vậy? À, để anh gọi đàn của mình vậy, chuẩn bị đi kiếm thức ăn. Ồ, thì ra là vậy. Tụi anh là gà nhà, nhưng tổ tiên dẫn từ gà rừng mà ra. Nên tụi anh cảm nhận được nhiệt độ thời tiết thay đổi khi trời sắp sáng để thông báo với các chị, các mẹ gà mái. Vậy mà mẹ em cứ nói anh gõ mặt trời dậy đó. Nhưng anh gây lớn như vậy còn để làm gì nữa không? À, thật ra cũng còn. Vậy nữa anh, thì anh gáy để lấy oai với mấy chị gà mái mưa. Anh gà trống kiếm vợ kìa. Mấy đứa là lớn, anh kiếm vợ. Mà trưa rồi, sống về nhà đi. Thôi tiêu rồi, nãy đi rồi. Quỳnh báo với mẹ. Giờ lẹ thôi mấy bạn. Tụi em chào tạm biệt anh gà trống. Tạm biệt mấy đứa. Cùng cũng chờ được tới ngày ra bộ đồ chơi siêu nhân mới. Tối nay mình sắp tới khuya luôn. Lắp ráp xong mới ngủ. Mà đi nhanh lên đi, hôm nay chắc nhiều người tới mua lắm đó. Trời ơi, người đâu mà đông như kiến vậy. Nhanh lên đi, không thôi là bị mua hết đó. Chú ơi, bán cho cháu một bộ đồ chơi. Tụi cháu phải xếp hàng như mọi người thôi. Anh ơi, em đưa tiền cho anh, mua giùm em 3 bộ đồ. Không có được đâu chú em ơi, mỗi người chỉ mua được 1 bộ thôi à. Thôi, đứng chờ xíu có gì đâu, đứng xếp cuối hàng đi nè. Trời ơi, lâu quá à. Lâu quá à. Chờ muốn mọc râu luôn à. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Chạy bên kia đi bụng bự. Tay to, hàng bên đây ngắn hơn nè. Thôi, ngắn hơn chưa chắc đã nhanh hơn đâu. Mình chờ bên đây cũng được. Có khi một lát tay to không mua được luôn á. Lâu quá, không mua nữa. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa.
mụ bự. Hình như là hàng này được mua nhanh hơn đó. À, mất chỗ luôn rồi. Hết hàng rồi nha mọi người. Gặp mọi người lần sau. Biết vậy là tụi mình kiên trì chờ đợi là được rồi. Hy vọng các cháu đã rút cho mình được bài học về sự kiên nhẫn khi xếp hàng. Xếp hàng sao không phải là mình thua thiệt người khác, mà nó thể hiện sự văn minh, lịch sự của mình nữa. Nói nhỏ nè, mai chú nhập hàng mới rồi, các cháu nhớ ghé sớm nha. Cảm ơn chú. Để xem, mày có gì thoát được tao không? Ui. Đúng, con mau trở về đây lẹ lên cho ba. Dạ, con về liền. Mày chuẩn bị đi chút nhé. Ba gọi con, có chuyện gì không ba? Con rượt theo con chuột nhắt để làm cái gì vậy? Chuyện gì vậy ba? Chính vì con rượt theo con chuột nhắt đụng lung tung vào các hành tinh, làm cho chúng gia vào trái đất chứ còn gì nữa. Ba ơi, cứu dưới đất đi, nếu không dưới đất sẽ nổ tung á. Mày ơi ba, cảm ơn ba. Bây giờ con hãy nói cho ba biết tại sao con lại rượt theo con chuột nhắt đó. Không phải tại con cẩu thả, giục đồ lung tung cho nên mới bị con chuột nhắt cắn như vậy hả? Dạ, con. Nhưng mà có chuột nhắt. Đừng có cố biện hộ nữa con à. Dạ, là con sai. Xin lỗi ba. Từ nay con sẽ cẩn thận và gọn gàng hơn, không dám vứt đồ lung tung nữa đâu ba. Con hứa thì con nhớ giữ lời đó nghe chưa? Con hứa. Con hứa. Xuất nè. Ê ê, mấy bạn cho mình chơi với. Ê, mèo đen xui xẻo kìa. Mèo đen xui xẻo hả? Đúng rồi, người ta nói gặp mèo đen là xui lắm đó. Chắc là người ta đồn bậy thôi á, chứ làm gì có chuyện đó. Ủa, mấy bạn đang bàn tán xôn xao gì vậy? Hào không có gì đâu. Mình với bò vàng có việc phải về trước rồi. Bạn ở lại chơi với đớm và bụng bự nha. Mấy bạn không thích thì về trước đi. Ba đứa chơi đủ vui rồi. Ý vui quá à. Chị cho tôi nè, chị cho tôi nè. Thôi chết rồi. Xui quá. Thôi không có gì đâu. Tụi mình nhậu rác vào đi. Bạn nghĩ vừa nãy là trùng hợp hay là mèo đen xui thiệt vậy? Đá cho bành, không nhìn trước thôi. Ai cũng có lúc vậy mà. Thôi, chơi đá banh chán rồi. Hay là mình chơi bóng rổ đi. Nè, chụp đi nè.
giờ có ai nói bạn xui xẻo chưa hả mèo đen? Ai cũng nói vậy hết trơn á. Thôi mình hiểu rồi, mình về đây. Mèo đen à, bây giờ mình mới tin á là chuột với bò vàng nói đúng rồi. Bớt người ta, cướp, cướp, bớt người ta. Tránh ra khỏi hàng nhóc này. Đau quá. Ném vậy mà cũng ném. Chúng ơi, cảm ơn cháu nhiều nha mèo đen. Gặp được cháu ở đây thiệt là hên quá. Theo mình nghĩ, hên hoặc xui là do cách mình nghĩ thôi. Mọi thứ là trùng hợp thôi mà. Mình xin lỗi bạn nha mèo đen. Không có chi. Quảng đồ xì ra cái gì ra cái này. À ha, đớm, đưa cái mũi của bạn đây cho mình. Chà. Đau quá à. Con bự, bạn dán, bạn rút mũi đau quá à. Đâu có đâu, mình làm nhẹ hiểu chứ bộ. Hai ba. Quảng đồ xì ra cái gì ra cái này. À ha, đớm lại thua nữa rồi. Hai đứa mình cùng thắng đớm. Nào nào, cho mình mượn cái mũi nào. Xong hôm nay, mũi của đớm sẽ cao lên 10cm luôn đó. Mà nó còn bự ra và nhỏ lên như trái cà chua nữa đó tay to. Mình không chơi nữa đâu. Các bạn hèn nhau ăn hiếp mình. Đâu có đâu. Chơi cái này là hên xui mà. Có ai biết ai đang suy nghĩ gì đâu mà hèn nhau ăn hiếp chứ. Các bạn xạo, mình nghỉ chơi. Hôm nay xui quá à. Đau hết cái mũi. Giá mà biết được tay to và bụng bự ra cái gì thì mình sẽ cho họ biết tay. Xin chào quý khách. Có phải quý khách đang muốn biết suy nghĩ của người khác hay không? À, hay quá. Cái nón này biết mình đang nghĩ gì luôn. Biết chứ, vì tôi là máy đọc được suy nghĩ mà. Yeah, đúng là thứ mình cần. Tay to bụng bự sẽ biết tay mình. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. Con kia, bắt hắn lại cho ta. Biết ngay là con sẽ gây ra chuyện mà. Sao con dám lấy cái máy đọc suy nghĩ của ba vậy? Dạ, con chỉ muốn phá hai bạn tay to và bụng bự thôi. Tại con tham lam. Đây là cái loại máy ba chế tạo ra để đọc suy nghĩ của các loài vật, giúp cho bác sĩ thú y chữa bệnh. May mà ba đến kịp đó, nếu không mình cũng tiêu rồi. Dạ, con sợ rồi ba. Ta là thần gió đi khắp nơi bốn phương, bạn của cỏ cây, bạn của muôn loài. Vui quá là vui, ta đi dạo một vòng đây. Xin chào, chào ông cổ thụ ngàn năm. Chào chị xoan đào. Chào anh xoài. Chào em hoa hồng xinh đẹp. Thôi, ta đi thăm rừng đây. Sao thế này? Ai khóc vậy? Là con đây thần gió ơi. Cây non, sao đồng loại ngươi bị tàn phá như vậy? Con người đã đốn hết cha mẹ anh em của con rồi. Hả? Con người?
ơi, cây kẹo ngon má cháy luôn. Liếm một cái là mát tới bụng luôn. Cái gì vậy? Mình đâu có muốn đi du lịch đâu. Đây là chiêu dùng để đối phó với kẻ xấu đó con. Con nhìn kỹ nha, sao mà gió mạnh quá vậy? Trong có tin tức báo bão và lốc từ trung tâm vũ trụ đâu nè. Má ơi, con có cảm giác như có chuyện gì xảy ra thì phải. Chúng ta phải vào phòng nghiên cứu coi sao. Nè ông bạn, sao ông nói hôm nay không có gió bão mà giờ hình như có gió lốc rồi kìa. Chẳng lành rồi, thần gió đang thịnh nộ. Sao lại như vậy? Loài người phá hết cây rừng, bạn thân của ông ấy, nên ông ấy thịnh nộ, muốn trừng phạt loài người. Nhưng đâu phải con người ai cũng xấu. Ông ấy thịnh nộ như vậy thì nhiều người sẽ gặp họa mất. Chúng ta phải tìm cách cứu loài người thôi. Coi chừng ông ấy cuốn hai cha con ngươi trước đó. À, bác Đơm, hay quá à. Trời, bị té mà hay hả? Không có phải, thần gió nhờ con mang cái này đến cho bác nè. Là thư khiêu chiến sao? Ông ấy nói nếu như loài người không trồng lại rừng thì ổng sẽ gây gió bão để tiêu diệt loài người đó. Vậy là chúng ta hãy phụ giúp loài người trồng lại rừng đi ba. Thì ra cái cối sẽ giúp chúng ta ngăn gió bão và mưa lũ hả bác? Đúng vậy đó con. Nếu chúng ta trồng được nhiều rừng á thì sẽ giảm được bão lũ đó các con. Vậy từ nay chúng ta sẽ trồng nhiều cây xanh và bảo vệ rừng. Trồng thôi. Trồng cây vui quá ha. Sắp tới giờ rồi, không biết Đốm đi đâu mà giờ này chưa tới nữa. Chắc lại là ngủ nướng nữa chứ gì. Đốm là chùm ngủ nướng của lớp mà. Xin chào. Ghê thiệt đó nha. Đó là đôi giày biết bay hả Đốm? Chính xác. Một sản phẩm mới của ba mình. Không ở đâu có đâu. Đốm sướng ghê nha. Lúc nào cũng được thử công nghệ hiện đại hết. Có gì đâu. Nếu ta thích thì mình cho tay to mượn nè. Thích chứ, thích chứ. Mà sử dụng thế nào hả Đốm? Bạn chỉ cần dậm hai chân xuống đất là giày sẽ tự động bay lên. Wow, bay lên được rồi nè. Hay ghê đó Đốm. Bạn nói ba bạn sản xuất thêm cho mình một đôi nữa được không? Chưa được đâu. Đôi này còn phải sửa lỗi nhiều lắm. Nhưng vì mình ngoan nên ba mình mới cho dùng thử hôm nay thôi đó. Hả? Được xài có sáng nay thôi hả? Vậy cho mình mượn xài cái đi. Không được, sắp giờ học rồi. Bạn mà còn thử nữa là tụi mình giả học đó. Đốm keo kiệt quá à. Có một chiếc thì không bay được đâu. Cũng bay được rồi nè. Chết rồi, phải giúp bụng bự thôi. Nhưng trường sắp đóng cổng rồi. Nếu mà đi giúp bụng bự thì trễ giờ đó. Không được, bạn bè quan trọng hơn. Ừ, vậy mình đi giúp bụng bự đi. Mình chóng mặt quá à. Cho mình xuống đi mà. Mình quăng chiếc gì còn lại lên cho bạn. Ráng chụp nha. Quay vòng vòng như vậy làm sao mà chụp được. Cố lên bụng bự, mình tin bạn làm được. Cố lên. Hey. Hoàng ơi, chụp được rồi. Chết rồi, trễ học rồi. Dạ thưa thầy, tụi con tới trễ. Dạ, con xin lỗi thầy. Thầy đã biết hết rồi. Tuy rằng Đốm có khoe khoang, bụng bự có bộp chộp, tay to thì không chịu ngăn hai bạn, nhưng hành động vì bạn bè lúc hoạn nạn của các em rất đáng khen. Hứa là lần sau không có như vậy nữa thì thầy sẽ mở cửa cho vô trường. Dạ, tụi con xin hứa. Thôi, hãy đưa vô đi. Ba ơi, ăn cơm.
Ủa, ba không có ở đây. Chắc là lái xe bay đi đâu rồi. Ồ, đây là sản phẩm thí nghiệm mới của ba nè. Xài thử xíu chắc không sao đâu ha. Ủa, cái ghe biến mất rồi. À, đây chính xác là khẩu súng tàng hình rồi. Vậy thì yeah! Mà như ma đuổi vậy tai to. Đúng rồi đó, trong nhà mình hình như có con ma. Trên đời này làm gì có ma chứ. Có thiệt mà, không tin bạn vô coi thử đi. Đúng là con gái nhát như thỏ đế. Nắp sau lưng mình nè. Đâu, con ma đâu? Ra đây biểu coi. Thấy chưa, làm gì có con ma nào. Ồ, hình như súng tàng hình hết tác dụng rồi. Thì ra là bạn hả đốm? Bạn có biết là bạn dở như vậy không có vui đâu nha. Sao mấy bạn làm dữ vậy? Nếu lúc nãy mình sợ quá chạy ra đường, không va trúng bụng bự mà va trúng xe tải thì sao? Thôi mình xin lỗi, mốt mình không phải gì nữa đâu. Cho chừa cái tật đáy máy đồ của người khác nữa nghe. Chà, đói bụng nữa rồi. Mình cũng hơi đói, đi kiếm gì ăn đi. Ý, đúng rồi đó, hôm qua đi siêu thị, mình có nhận được tờ khuyến mãi này nè. Khuyến mãi 50% bắp rang tại mặt trăng. Wow, giảm giá tới một nửa luôn. Sướng vậy, đi liền luôn đi. Oh yeah, bắp rang bơ là bắp rang bơ, la 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 la. Ngồi xuống đi bụng bự. Đứng lên xe nguy hiểm lắm đó. Đừng tới rồi nè. Wow, cho em một phần bắp rang siêu bự luôn. Hả? Hả? Có gì mà bạn ngạc nhiên vậy? Trời ơi, quái vật bắp rang. Vậy là tụi mình trúng kế của hắn rồi. Xin chào quý khách. Ồ, chú có phải là... Ừ, đúng rồi, chú từng là quái vật bắp rang, chuyên đi làm đủ mọi chuyện xấu trên đời. Nhưng mà chú giải nghệ rồi, bán bắp sống lương thiện thôi. Mấy cháu ăn gì nè? Chà, tin được ông ta. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người dạy lại mà. Vậy thì cho 3 phần bắp rang siêu lớn vết bơ, kem vani sữa gà cho chú. Tới liền. Xin chào chiến hữu. Lâu quá không gặp. Lúc này làm ăn khá không? Cũng được à. Hai anh ăn gì không? Thôi khỏi, tụi này không thích ăn bắp. Tụi này tới đây để rủ chú em đi làm phi vụ mới. Dạo này tôi bỏ nghề rồi, sống lương thiện vui hơn anh ơi. Nhìn nó nè anh hai, một thời dữ dội lắm mà giờ đi bán bắp đó. Phá bành cái quán này cho anh. Cho mình thấy luôn. Ê, mấy anh làm gì vậy? Bể hết đồ đạc trong quán người ta rồi,
Dù ngày xưa chú Bắp Rang có làm việc xấu thì bây giờ chú cũng đã nhận sai và làm ăn lương thiện rồi đó. À, thằng nhóc lớn gan, mày dám dạy đời tao hả? Các ngươi hãy cút ra khỏi đây ngay, đừng để ta nổi giận. Chú ngầu quá. Cảm ơn các cháu đã tin ở chú. Đây là động lực lớn nhất để cho chú tiếp tục làm người đơn thiện. Buổi sáng ăn bánh mì là số 1. Lại là bầy chim nữa. Lần nào tới đây ăn cũng gặp. Không có chia bánh mì cho đâu. Bay đi. Ê, đi đi. Biến đi, biến đi. Còn phiền phức. Ê cha, cậu bé này không ổn rồi. À, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình bị biến thành con chim rồi. Chim gì mà mập quá vậy? Bay cũng không nổi nữa. Đốm ơi Đốm, là mình nè, bụng bự nè. Chíp chíp, chíp chíp. Cái con chim mập này, cản đường cản lối quá, tránh ra đi. Thôi chết rồi, Đốm không có thể nghe thấy tiếng của mình. Lần đầu tiên thấy con chim béo tròn béo trục vậy đó. Thôi bye bye chim nhỏ nha. Thôi tiêu rồi, bây giờ mình phải làm gì đây? Đói quá à. Nguyên một khu rừng mà chẳng có gì để ăn hết. Hí. Vừa nói là có đồ ăn liền. Cuối cùng cũng có con mồi cắn câu. Bơi người ta, thả ta ra. Hên quá, bắt được ngay một con chim béo mất. Ăn hết chắc là no tới chiều. Bơi người ta, cho sao ăn thịt. Kêu gào vô ít thôi. Thôi rồi, mình đây là con chim, chỉ kêu cũng đâu có ai nghe. Cái này mình chết chắc rồi. Cái này dám cổ ta. Ta sẽ ăn luôn một nữa. Ôi trời ơi, lão tôi trời ơi. Đừng có bỏ nữa. Khoan hô, các bạn đã đuổi được hắn đi rồi. Không có gì đâu, không có gì đâu. Giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn là việc ai cũng nên làm. Đúng rồi đó. Mình thiệt là xấu hổ. Trong khi mình ích kỷ xua đuổi các bạn đi thì các bạn lại giúp đỡ mình. Biết trở lại rồi. Trước giờ chúng ta không có hiểu nhau, nhưng từ nay chúng mình sẽ luôn chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống nha. Có đói bụng thì cứ tìm tới mình, mình có nhiều đồ ăn lắm. Xin chào, anh hãy chia sẻ cho khán giả biết dự định sắp tới của mình. Sắp tới tôi sẽ ra 2 album nữa, sau đó sẽ đi lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Wow, được làm người nổi tiếng thích thiệt. Được nhiều người thích là còn được đi khắp nơi du lịch. Để được nổi tiếng thì người ca sĩ đó phải đánh đổi nhiều thứ lắm, không có phải như con nghĩ đâu. Con thấy cũng hay mà. Con suy nghĩ rồi, con sẽ trở thành một người nổi tiếng. Ba mẹ thấy đó, con mà nổi tiếng á hả, mọi người sẽ quan tâm đến con nhiều hơn. Ai cũng muốn kết bạn với con. Nhưng mà muốn như vậy thì phải có tài năng nữa con. Con chơi game giỏi nè. Trời, như vậy mà con gọi là tài năng hả? Thôi được rồi, ba sẽ giúp con. Rồi, bây giờ con đeo cái vòng này lên đầu đi. Ba sẽ biến con thành một người nổi tiếng với khả năng là chơi game. Con đã chuẩn bị chưa? Dạ rồi. Bây giờ thì con đã trở thành người nổi tiếng rồi đó. Ủa? Con có thấy khác gì đâu. Từ từ, bây giờ thì con đi ngủ sớm đi. Ngày mai con sẽ thấy.
Mới sáng sớm mà ai gọi điện thoại liên tục vậy trời? Tiêu rồi, chiều nay bên đài truyền hình sẽ tới. Phải chuẩn bị lau nhà dọn dẹp thiệt là nhanh. Có chuyện gì em ạ? Đài truyền hình sáng giờ gọi điện muốn phỏng vấn con về cách chơi game đó. Ồ, vậy là mình đã nổi tiếng rồi sao? Alo, đốm nghe đây. Hả? Phỏng vấn em hả? Dạ được, dạ được, dạ được. Theo tin tức chúng tôi mới nhận được, đốm đã đạt được thêm thành tích mới tại đấu trường game thủ. Mọi người đang ủng hộ đốm trong việc đi thi ở quốc tế. Hả? Đi thi hả? Sao mà thi nổi? Hỏi khó coi sao? Hôm nay chúng tôi sẽ làm chương trình đặc biệt về đốm. Chúng tôi sẽ phỏng vấn một số người bạn chung lớp với đốm nha. Dạ. Đốm hay quên làm bài tập về nhà bị cô la đó. Đốm còn hay chọc ghẹo, thi thố với bạn bè nữa. Những chuyện này mà cũng nói ra được nữa. Thôi, không có coi nữa. Đi chơi bụng bự. Đốm ơi, lại đây nè. Đốm kìa, mau tới phỏng vấn ngay. À, đúng rồi, cho tôi hỏi là cảm nghĩ của cậu lúc này như thế nào? Cậu cảm thấy chân thành lắm đúng không? Đúng rồi. Đốm giờ nổi tiếng rồi, chắc không chơi tụi mình nữa đâu. Thôi, bạn đừng buồn, tụi mình đi ra khu rừng vui vẻ đi. Đi chơi cũng không xong nữa, mình chịu hết nổi rồi. Mai ơi, cứu con! Ủa, sao tự nhiên lại vậy? Bà đã tắt cái máy đó đi rồi. Sao hả con trai? Nổi tiếng có sướng như con nói không? Không có sướng đi nào hết ba ơi. Vừa bận rộn, vừa áp lực, vừa phải đánh đổi nhiều thứ, làm gì cũng bị soi hết. Đúng rồi con trai, người nổi tiếng người ta phải chịu rất nhiều áp lực mà người bình thường không thể nào hiểu được. Bà chỉ muốn con sống tốt, cố gắng học tập, rồi sau này kiếm cho mình một công việc phù hợp với bản thân mình nhất, chứ không phải cần nổi tiếng đâu. Dạ con hiểu rồi, người nổi tiếng thiệt không có như mình nghĩ. Sao hôm nay trời nóng vậy ta? Khó ngủ á. Ủa, sao anh gà lại cái gì giờ này? Mai mình rủ bụng bự với tay to tìm hiểu coi sao. Hả? Mới 5 giờ sáng anh gà đã gáy rồi hả? Gáy tận 2 lần đó. Ảnh gọi ông mặt trời dậy đó. Không có gì đâu. Có, mình có thấy ông mặt trời trả lời ảnh đâu. Hay học xong á, mình chạy qua hỏi anh gà trống đi. Lỡ có chuyện gì mình giúp ảnh nữa. Được. Anh gà trống ơi, sao chả thấy ai hết trơn vậy ta? Chẳng lẽ anh đã gặp chuyện gì rồi hả? Tụi mình phải đi kiếm ảnh ngay. Ừ, nhanh lên. À, mà khoan, kiếm ở đâu vậy? Lên hỏi ông mặt trời thử coi. Lỡ mẹ mình nói đúng là anh gà trống gáy gõ mặt trời thì chắc ông mặt trời sẽ biết chứ. Có lý, đi thôi. Ông mặt trời ơi, ông mặt trời. Chuyện gì đó ba đứa? Dạ, tụi con đi kiếm anh gà trống. Vì sáng sớm nay con thấy ảnh gọi ông dậy rồi, mà nãy giờ con kiếm không thấy ảnh đâu anh. Hả? Ta tự dậy mà, ai gọi ta đâu. Ủa, sao mẹ con nói mỗi sáng tiếng anh gà trống gáy là để đánh thức ông dậy mà? Còn có nha, ta tự lập từ đó tới giờ chứ bộ. Vậy là nguy rồi. Nếu không phải anh gà trống gáy để gọi mặt trời dậy thì lý do gì mà anh gáy lúc sớm vậy ta? Bình tĩnh, để ta kiếm cho. Cậu ta kìa, ngay bên khu rừng vui vẻ đó. Wow, tìm ra rồi. Tụi con cảm ơn ông mặt trời nhiều. Anh gà trống, anh có sao không? Hey, đất hơi cứng nên chắc không nhiều dung đâu. Không phải, ý tụi em á là tại sao sáng nay anh gáy sớm dữ vậy? Thì ngày nào anh chả gáy, nhưng sao anh lại gáy sớm như vậy? À, để anh gọi đàn của mình vậy, chuẩn bị đi kiếm thức ăn. Ồ, thì ra là vậy. Tụi anh là gà nhà, nhưng tổ tiên vẫn từ gà rừng mà ra, nên tụi anh cảm nhận được nhiệt độ thời tiết thay đổi khi trời sắp sáng để thông báo với các chị, các mẹ gà mái. Vậy mà mẹ em cứ nói anh gọi mặt trời dậy đó. Nhưng anh gáy lớn như vậy còn để làm gì nữa không? À, thật ra cũng còn chơi nữa anh. Thì anh gáy để lấy oai với mấy chị gà mái mưa. Anh gà trống kiếm vợ kìa. Mấy đứa là lớn, sao kiếm vợ? Mà trưa rồi, sống về nhà đi. Thôi tiêu rồi, nãy đi rồi, mình báo với mẹ. Giờ lẹ thôi mấy bạn.
Tụi em chào tạm biệt anh già cháu. Tạm biệt mấy đứa. Chắc chỉ về thăm ông bà thôi con. Chắc là mới nghe ai đó khoe được đi du lịch chứ gì. Dạ đúng rồi đó. Bạn con đi chơi lung tung hết luôn. Ba mẹ cũng cho con đi đi. Đi xong rồi về thăm bà sau. Con thì được nghỉ hè, chứ ba mẹ vẫn đi làm mà. Ba mẹ chỉ xin nghỉ được có đủ ngày để về thăm ông bà thôi. Ủa, năm nào cũng đi có một chỗ, chán phèo. Khát nước ghê luôn. Mà sao ba mẹ đi đâu hết rồi ta? Gửi ba đốm. Cái gì đây ta? Vòng cổ giúp thực hiện điều mong muốn. Cách dùng: đeo sát vào cổ, nói lớn điều mong muốn và nhấn nút màu đỏ. Wow, đúng thứ mình cần rồi. Mượn ba thí coi sao. Ước gì ta có thể tự mình đến được cuối cánh rừng bên kia. Ủa, sao lại ghê? Sao mình vẫn còn ở nhà vậy ta? Hello cậu bé, chúng ta bắt đầu thực hiện điều ước nào. Cái gì vậy? Sao lại siết cổ mình? Vì bạn chưa chịu đi đến cuối khu rừng nên mình siết thôi. Là sao? Ý là mình sẽ ở trên cổ bạn đến khi nào bạn thực hiện xong điều ước thì mình mới tháo được. Còn nếu bạn không chịu làm thì cứ 5 phút mình lại siết chặt cổ bạn thêm một chút. Trời đất ơi, sao tờ giấy nói bạn giúp mình thực hiện điều ước mà? Thì mình đang giúp mà, có chịu đi không? Vậy mình sẽ tháo ra. Không được đâu. Bao giờ bạn thực hiện xong điều ước thì mới tháo được. Mệt quá, đi không có nổi nữa rồi. Dậy đi ngay, không mình siết à. Cho mình nghỉ tí đi, mình mệt quá à. Thì bạn muốn đi du lịch đến cuối khu rừng mà, phải thực hiện vui vẻ lên chứ. Nhưng không phải theo cách này. Không nói nhiều, đi mau, không trời tối, còn về nhà nữa. Quang hô, bạn đã hoàn thành được điều ước rồi. Mệt quá đi, mệt quá. Bạn còn muốn đi du lịch nữa không? Mình dẫn đi tiếp nha. Thôi thôi, mình không có đi nữa đâu, ở nhà còn hơn á. Chứ bạn tưởng là cứ ước là được hay sao? Muốn được cái gì cũng phải có quá trình của nó chứ bộ. Nhưng mà tôi to được ba mẹ dẫn đi du lịch kìa. Là vì bạn ấy học giỏi, lại ngoan ngoãn nên được thưởng. Rồi bụng vừa đi học bơi nữa. Là vì bạn ấy béo quá nên phải học bơi cho khỏe mạnh. Ông lẽ mình không được gì hết hả? Không phải bạn không được gì cả, chỉ là hoàn cảnh đôi khi không phù hợp thôi. Ước muốn được gì thì cũng phải có quá trình, có sự cố gắng riêng của bản thân, mà cũng phải cần có thời gian hợp lý nữa thì mới đạt được. Chứ không phải ước gì là được liền đâu. Ba mẹ bạn đi làm nhiều để có tiền chăm sóc cho bạn. Ông bà thì lại lớn tuổi rồi, bạn phải hiểu và thông cảm chứ. Cảm ơn bạn nha. Mình hiểu rồi. Hè này về chơi với ông bà thôi. Vì bé ngoan bé biết
Cho mình mượn với. Đâu ra vậy trời? Là đũa thần đó nha. Mình không cho mượn lung tung đâu. Đũa thần cũng có phải của bạn đâu. Nhưng mà mình nhặt được mà. Mình sẽ làm được mọi thứ với nó đó. Mình không cần. Mình vẫn làm được mọi thứ mà không cần tới nó đâu. Thôi thôi, có gì đâu mà hai bạn quạo nhau dữ vậy. Tao cũng mượn cho đũa thần của mình chứ. Mượn có tí xíu cũng không cho nữa. Bạn mà làm được cái gì á thì cũng nhờ nó, chứ đâu phải tự bạn làm ra đâu. Vậy thì chả có ý nghĩa gì đâu nha. Được, vậy thử coi bạn có hơn được cái đũa thần này không ha. Thử thì thử. Thôi được rồi, mình sẽ ra nhiệm vụ cho hai bạn nha. Được, lẹ lên. Mùa này mưa nắng thất thường, hay mấy bạn làm tổ cho chim non đi. Dùng đũa thần biến ra 10 cái còn được nữa mà. Tiêu rồi, cái bụng của mình bự vậy, leo hơi bị khó, nhưng mà phải thắng mới được. Thời gian là 1 tiếng đồng hồ, ai làm nhiều hơn, chắc hơn, người đó thắng nha. Đồng ý. Bắt đầu. Là tao có đũa thần. Mình cũng chả cần mở mắt để làm gì. Là tổ chim hiện ra. Hết giờ. Của đốm nhiều hơn của bụng bự rồi, đốm thắng. Đũa thần là phải vậy chứ. Tổ chim của mình sao vậy nè? Rồi hết rồi. Bây giờ thì chỉ còn tổ chim của bụng bự. Bụng bự thắng rồi hả? Cái gì kỳ cục vậy? Có đũa thần mà vẫn thua là sao? Gì đâu mà kỳ cục, bạn nghĩ lại á, bạn có cây đũa thần, hô biến tùm lum chỗ, đâu phải chỗ nào cũng làm tổ chim được đâu. Mình phải tự tay cột thật chắc lại trên cây, thì tổ chim mới không bay đó. Đừng giận nữa, làm việc tốt không nhất thiết là phải cần đến đũa thần hay phép thuật gì cả, mà đơn giản chỉ là tấm lòng quyết tâm làm được thôi, bạn hiểu không? Đúng là làm mà không có tâm á, thì dù có đũa thần cũng chả được gì. Thôi, đừng có buồn nữa, cũng là thi cho vui thôi mà. Giờ mình tìm người trả lại đũa thần ha. Ừ, mình hiểu rồi. Đi thôi. Đen ngoan phải biết vâng lời, mẹ cha thầy cô dạy bảo. Bé ngoan học hành chăm chỉ, lớn lên giúp ích cho đời. Bé ngoan yêu mến bạn bè, giúp nhau học hành khắp để sống hả? Ôi da, đau quá. Thôi, đừng có nói nữa. Anh sẽ mang em về trước để coi sao đó. Anh ơi, vậy là anh sẽ nhận nuôi em hả? Được thôi, chỉ cần em không quậy phá là được. Em sẽ không quậy quá đâu. Anh chỉ cần bỏ em vô một cái hộp rồi đóng lại. Mỗi lần anh giận ai đó, em sẽ giúp anh. Vậy bây giờ em vào đây nha. Thú vị thật. Phải đi kể cho tay to và bụng bự nghe mới được. Nè Bo Giang, hôm nay mình mới nhận nuôi được một con thú rất là lạ. Nó có thể ăn được sự tức giận của mình đó. Cái gì hả?
Tại sắp cười? Tại không tin hả? Đương nhiên là không tin rồi. Làm gì có con nào ăn sự tức giận chứ. Tức quá, dám không tin lời mình. Đi đánh kiểu gì vậy hả? Đi đụng mình còn nói nữa, thiệt là bực mình mà. Ngày gì mà xui dữ vậy trời. Ê, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Ui da, cái gì vậy nè? Nhìn bạn té mắc cười quá à. Mình đã nói là tránh ra rồi mà. Bạn, bạn dám chọc mình hả? Mình sẽ cho bạn biết tay. Nè bụng bự, bụng bự làm như vậy là sai rồi đó. Mình chỉ muốn chọc bạn đó tí thôi. Lát mình sẽ qua xin lỗi bạn đó mà. Quá đủ rồi, bây giờ mình sẽ nhờ thú cưng trả thù cho mình. Ồ, em thú dễ thương mà sáng. Sao bây giờ lại trở thành một con quái vật vậy ạ? Cảm ơn Đơm đã cho ta ăn rất nhiều sự tức giận. Bây giờ ta sẽ thực hiện yêu cầu của Đơm, tiêu diệt hết các ngươi. Cứu tụi mình với Đơm ơi. Tôi tiêu rồi, con quái vật nguy hiểm quá. Này quái vật, ta không cần biết trả công cho ta nữa. Mới dừng lại ngay. Quá trễ rồi, ta sẽ không nghe lời của ngươi nữa. Mình tha thứ cho các bạn, tôi không tức giận nữa. Mình xin lỗi các bạn nhiều lắm nha. Hóa ra sự tức giận của mình nhiều đến nỗi mà biến nó thành một con quái vật luôn. Mình sai rồi, từ nay mình sẽ tập bớt nóng giận lại, tập tha thứ và thông cảm nhiều hơn nữa. Không có sao đâu, tụi mình cũng sai khi mà chọc bạn. Tụi mình huề nha. Ừ. Đồ chơi gì chuyện danh lúc con đau hết rồi mẹ. Do con ham chơi quá không chịu lo học hành. Thầy giáo mới gọi điện cho mẹ sáng nay. Nên mẹ tức quá, dọn hết đồ cho em Su Su của con rồi. Con không biết đâu. Sao mẹ không hỏi ý kiến con chứ? Không có chịu đâu mà. Trả đồ chơi gì chuyện danh đứa con đi. Không nói nhiều, mẹ đã quyết định rồi. Bây giờ con phải học đi. Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Nè, con chạy đi đâu vậy? Đứng lại. Đớm. Mẹ không có thương mình gì hết đâu. Mình không có muốn ở nhà nữa. Cái hang này dẫn mình tới đâu vậy ta? Anh à, con mình bỏ nhà đi rồi. Em lỡ dọn hết đồ chơi và truyện tranh của con. Chẳng qua là em muốn để cho con học tốt hơn. Ai ngờ bây giờ nó bỏ nhà đi rồi. Bây giờ anh với em chia nhau ra đi tìm thằng bé. Khi nào mà thấy nó thì báo cho anh biết liền nghe chưa. Sao nơi này quen quen vậy ta? Sao giống như mình hồi trước quá vậy ta? Em đi ngủ đi, để anh chăm con thay cho. Anh cứ ngủ trước đi, con bệnh như vậy làm sao mà em yên tâm ngủ được. Vậy thì em đi ngủ trước nha. Đốm của bà mau hết bệnh nghe con. Ồ, con ngoan nha. Ồ, ví dầu cầu giang đông đinh. Ủa, là mình hồi nhỏ đó hả? Con của mẹ mau chóng khỏe mạnh nha con. Nhìn con đau yếu như vậy mẹ đau lòng lắm. Mẹ mình thương mình như vậy mà mình cứ nghĩ mẹ mình không thương mình. Mình nói hận quá. Anh thấy con chưa? Chưa. Cũng tại em mà. Tại em mà con mình mới bỏ nhà đi. Đốm ơi. Mẹ ơi. Đốm. Đốm ơi, mẹ xin lỗi con. Con không xin lỗi mẹ.
con nó về là mừng rồi em. Thôi, con đói rồi phải không? Vô nhà đi, mẹ nấu cơm cho con ăn nha. Dạ. Đốm và bụng bự dựng lều nha. Còn mình sẽ vào rừng hái nấm và trái cây. Bụng bự, sao bạn lại làm đứt dây cọc của mình vậy? Mình đâu có. Mình kìa, hai cái dây kia kìa, tự nhiên cũng đứt luôn kìa Đốm. Chắc chắn là có kẻ phá hoại chúng ta. Thì nhưng là ai? Không biết là ai nữa. Nhưng thôi, mình nhăn liều lại đi. À, mình biết là ai rồi. Dây đứt á, là do bị cắn nè. Kẻ phá hoại ở đây nè bụng bự. Nè, giỏi thì lên đây nói chuyện nè. Sao phá hoại vậy? Làm gì mà la hét ồn ào quá. Nè, sao mấy bạn phá lều của tụi mình vậy? Ai phá ai? Mấy bạn phá các người phá đó. Ai phá ai? Mấy bạn phá đó. Mấy bạn phá các người phá đó. Không có đâu bạn phá. Nếu để vậy thì quýnh nhau đi. Ai thắng thì người kia phải chịu mình là kẻ phá hoại được không? Hả? Mon vào vô. Đây cũng đâu có sợ à. Khoan đã, chuyện đâu còn có đó. Thưa bác, các bạn chuột chuỗi đi nè, phá hoại lời của tôi con. Ai biểu mấy người làm cho nhà của chúng tôi đen tối làm cái gì? Hồi nào, đừng có nói vậy nha. Thôi, cho ta can đi. Bây giờ ta sẽ xử thắng cho ai mà đánh bật được con Bismarck cao su này rớt xuống đất, được chưa? Chuyện nhỏ à, để con. Vậy nghe, nếu như không phải là Bismarck, có phải người bị tổn thương và đau sẽ là tụi con và chính bạn của mình không? Tụi con đang tranh cãi xem ai là người có lỗi, ai là kẻ phá hoại người kia, có đúng vậy không? Vậy đánh nhau có phân được ai có lỗi không? Dạ không ạ. Vậy sao thay vì đánh nhau thì mỗi người nhường nhau một chút? Nhà chuột đã có trước thì mình dời liều sang chỗ khác. Còn chuột muốn bạn dời đi sao không đề nghị rõ ràng, có phải là ổn hơn không? Dạ phải, đúng vậy. Đốm, xin lỗi bạn. Chuột, mình xin lỗi bạn nha. Cho mình xin lỗi nha. Xin lỗi bạn nha. Thấy chưa, mọi chuyện đều luôn có cách giải quyết hết mà. Chỉ cần mình bình tĩnh thôi, hiểu không? Dạ. Ủa, có chuyện gì vậy ba? À, xóm mình có người mới đến đó mà. Hình như là cậu Cáo á. Vậy hả? Bữa nào gặp nói chuyện coi sao. Cậu Cáo sống một mình hả ba Đốm? Ừ, cậu ta sống có một mình à. Ôi, đau quá. Ba, con sao không ba? Không sao rồi con. Con giúp ba cái chậu nha. Đó là... Anh thấy ba em bị té mà không giúp vậy? Liên quan gì đến ta mà ta phải giúp chứ? Anh mà ra giúp thì ba em đâu có té đâu. Trời, đó là chuyện của ba cưng. Mắc gì đến ta, ta ra giúp mắc công té chung thì sao hả? Nói gì mà nghe được trời. Thôi con, ba không sao đâu. Ba té mà anh ta đứng nhìn như không gì vậy á. Mai mốt mà lỡ bị gì con không thèm giúp đâu nha. Người đâu mà kỳ cục à. Nè, không được đâu. Con làm như vậy thì chẳng khác gì cậu ta hết. Mình nhận giúp, dần dần cậu ta sẽ hiểu ra thôi. Thôi, phụ ba bưng cái này vô nhà đi con. Dạ. Trời sấm chớp ghê quá đi. Một cơn bão đang ập tới. Mọi người nên đề phòng gió lốc, đóng cửa nhà cẩn thận và chuẩn bị lương thực cho mình. Thì ra là bão tới. Kiểu này chắc chắn không ai dám ra đường đâu. Ghê quá ba ơi. Có bao giờ nút nhà bay lên luôn không ba? Có sợ, ba kiểm tra kỹ rồi, không sao đâu. Để con giúp ba đi khóa cửa nha. Để mẹ kiểm tra đồ ăn cho hai ngày coi sao. Có chuyện gì vậy này trời? Trời ơi, bão tới, đồ đạc của tôi.
chết rồi, chặt quần áo, bị tóc mái, phải qua đó giúp đỡ nhanh thôi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Cố gắng ra. Quan chắc vào đi, chúng tôi tới rồi nè. Sợ quá, sợ quá. Sao mọi người lại cứu tôi? Hôm qua tôi đã mặc kệ mọi người mà. Đáng lẽ là không có cứu đâu á, vì không phải chuyện của mình đâu ba ha. Đừng có nói như vậy. Người ta nói hàng xóm tối đèn còn có nhau. Cậu ở có một mình không ai chăm sóc. Nếu không phải là nhà tôi thì nhà khác cũng sẽ giúp cậu thôi. Chỉ cần sống tốt, giúp đỡ cho mọi người thì khi gặp hoạn nạn chắc chắn sẽ có người giúp mình mà. Cậu có hiểu không? Tôi sai rồi, xin lỗi và cảm ơn cả nhà rất. Xin chào mọi người, hôm nay tôi có một thông báo rất là quan trọng. Không biết có gì nghiêm trọng không nữa. Đúng rồi, chuyện gì nữa? Những gia đình nào thuộc diện nghèo sẽ được hỗ trợ một số tiền vào mỗi cuối tháng. Đây là bản tiêu chuẩn để vô danh sách những hộ nghèo. Gia đình nào thấy phù hợp thì làm đơn, tôi ký duyệt nhé. Vậy thì tốt quá. Vậy thì những gia đình nghèo khổ hàng tháng sẽ không còn lo cơm gạo nữa rồi. Nhưng không biết tiêu chuẩn để vô danh sách đó là gì hả? Chắc là những gia đình đó có người già bệnh tật, hoặc là có những người không có khả năng đi làm nữa nên mới được vô danh sách. Thì ra là vậy, như vậy thiệt là công bằng rồi. Được một số tiền mỗi cuối tháng à, phải làm cách nào đó để được vô cái danh sách đó mới được. Không biết gần nhà mình có ai được vô danh sách người nghèo không ta? Hình như là nhà của cô chuột đó. Em chuột còn nhỏ, cô chuột là hay bị bệnh, khó mà đi làm được. Ấy chi, mình được vô danh sách đó ha. Chi là bụng bự. Thì mỗi tháng có thêm tiền để mình ăn chứ gì. Trời đất, bụng mày nó to như vậy rồi, còn tham lam. Giỡn thôi chứ bộ. Ba bạn nhỏ đi học mới về hả? Ôi da, ở đầu qua đi, ở chậu da đầu qua. Trời đất, cục đá to như vậy mà không thấy sao còn để té nữa. Ông Cáo có sao không? Chắc là ta bị gãy chân rồi. Cái gì? Ông té nhẹ hiều như vậy làm gì mà gãy chân được? Ta bị gãy chân thật rồi. Từ nay ta không còn làm gì được nữa. Thôi, để tụi con dẫn ông vô bệnh viện. Không cần đâu, ta tự đi được. Mình thấy có gì đó không đúng ở đây nè. Đúng rồi đó, rõ ràng là ông ta té nhẹ như vậy, làm sao mà gãy chân được. Ông ta còn không chịu đi bác sĩ nữa. Có khi nào ông ta làm vậy để được vào danh sách kia không? Có thể lắm á, nhưng mà như vậy là gian lận, phải đuổi theo coi sao. Rõ ràng là chân ông ta không sao hết á. Có mấy đứa nhỏ làm chứng, mình có thể giả gãy chân để được vô danh sách đó rồi. Trời ơi, ông ta lợi dụng tụi mình kìa. Tìm cách báo bác bò vàng mới được. Bác bò vàng ơi. Ủa, anh Cáo, chân anh sao vậy? Hôm qua, tôi sơ ý té từ trên cao xuống, gãy chân luôn. Từ nay, chắc tôi không làm được gì hết. Xin bác cho tôi vô cái danh sách người nghèo quá. Ê, bụng bự, đá cho mình đi. Chúng như ông Cáo rồi kìa. Xin lỗi ông Cáo nha. Ủa, mà chân ông Cáo dính gì kìa? À! Cái thằng nhóc này làm cái gì vậy hả? Ủa, chân ông bị gãy, sao ông đá con mạnh quá vậy? À, ông Cáo nói xạo rồi. Nè, anh Cáo, anh giỡn với tôi à? Tôi. Người ta có đặc quyền, cũng cố gắng đi làm để thoát nghèo. Còn anh, còn sức, còn khả năng lao động, mà lại tham lam, không trung thực. Anh làm như vậy, đứa nhỏ nó cười cho. Tôi thật là xấu hổ quá đi. Đúng rồi đó, đồng tiền do chính mình làm ra mới xứng đáng. Vì đó mới là công sức thật của mình. Quy nhanh nào. Thôi đủ rồi nha, anh hết kiên nhẫn rồi đó. Đã bỏ qua vụ xé một đống vỡ rồi, không đánh đòn, giờ tiếp tục ném phi tiêu. Sao chịu nổi hả? Không đánh đòn em là không được mà. Tội này mấy rồi biết không? Đừng
tưởng em khóc là hay ha. Anh không sợ mẹ đâu. Ôi trời ơi, trời ơi, nín nha, nín nha. Ủa cưng nè, ai dám ăn hiếp chọc ghẹo đứa em nè. Nói mẹ nghe coi. Được rồi, để mẹ xử cho nha. Sao vậy con? Sao hai anh em chơi với nhau mà con không có chịu nhường em? Dạ, thì con đã nhường cho em 4 quyển vở, rồi em ấy sẽ tan nát rồi. Đã vậy, cứ nhắm thẳng vào con mà ném nữa mẹ. Thì con là anh, con phải nhường nhịn em chứ. Em của mình mà, biết chưa? Trời ơi là trời, thành phố Lego của tôi, công trình xây dựng 3 ngày của tôi đó. Trời ơi, sao em lại phá như vậy hả? Có chuyện gì nữa hả? Mày nhìn mà xem kìa. Ờ, thì đồ chơi thôi mà con. Không, không phải đồ chơi, là thành phố thu nhỏ của con. Ờ, thì làm thành phố lại có gì đâu con. Là công trình 3 ngày của con đó, mày biết không? Thì làm lại. Con làm anh mà. Làm anh là phải biết nhường nhịn em, vì đó là em của mình. Làm anh là phải biết nhường nhịn, đúng không mẹ? Đúng rồi, làm anh rất là khó, đâu phải chuyện đùa. Vậy thì con không làm anh nữa, con bực bội lắm, con ghét. Có chuyện gì vậy mẹ đốm? Vậy đó, chỉ là việc nhường nhịn em thôi mà. Sao đốm anh lại giận dữ dữ vậy? Em sai rồi đó. Yêu thương con là đúng, nhưng mà phải đúng cách nữa kìa. Là thì phải là cả hai, không phải là anh thì lúc nào cũng phải nhận phần thiệt về mình. Đốm anh khó chịu là vì em không công bằng đó. Em cũng vô ý quá. Một lát nữa con về em sẽ xin lỗi con và thay đổi thôi. Cảm ơn cháu. Con chào cô. Các bạn mua nhặt rác bỏ vào thùng đi. Mày nói cái gì? Tao không bỏ. Nói mày tao là xấu lắm. Bạn phải nhặt rác bỏ vào thùng chứ. Tao không bỏ. Không bỏ, dám đánh nhau không? Đánh nhau là xấu, không nên làm như vậy. Nó sợ rồi, nhào vô tụi bay. Xong, dựng trên rác rưởi. Chồng mày hôi quá. Thả tôi ra. Mày hôi quá. Thả tôi ra. Chúng tôi không phải là rác, thả chúng tôi ra. Các cháu biết lỗi chưa? Chúng cha biết lỗi rồi. Đâu dễ vậy. Hãy bỏ rác vào đây. Kỳ này cô cho khó quá à. Mình cũng thấy vậy đó. Mình chỉ biết xài chứ đâu có biết tiết kiệm nước đâu. Tiết kiệm nước là phải như thế nào? Hả? Mình có cách rồi. Chào các bạn, mình về nhà làm bài kiểm tra đây. Cô giáo nói chúng ta phải tiết kiệm nước là tiết kiệm tiền. Cô giáo nói đúng đó con. Thì gia đình mình cùng thi đua xem ai tiết kiệm nước nhiều hơn đi. Nhất trí. Tiết kiệm tiền, mẹ nhất trí luôn. Thank you.
ba con không? Còn con, tiết kiệm nước như thế nào? Con hả? Điểm 10 là cái chắc. Đây là bài kiểm tra và tiết kiệm nước. Đớm ăn cắp ý tưởng của ba mẹ nha. Con chỉ học hỏi kinh nghiệm của ba mẹ thôi mà. Lớn già đầu mà còn bị con nít nó dụ nữa. Đớm của ba được điểm 10 là ba mẹ vui rồi. Cảm ơn ba mẹ. Lần này chắc chắn là trúng rồi. Chúc bạn may mắn lần sau. À, là không trúng nó rồi. Con vẫn quyết tâm mà. Không sao đâu con. Nhiều khi may mắn nó chưa tới lần này thôi. Nhưng người may mắn sẽ trúng được chiếc xe điều khiển đời mới nhất đó ba. Con thích sự đó lắm luôn. Thôi con đi lên phòng đây. Ai gõ cửa vậy ta? Chiếc nón may mắn có nghĩa là mình đội lên thì mình sẽ gặp may mắn hả? Cũng hợp với mình đó chứ. Nhưng sao mình chưa thấy may mắn gì hết vậy ta? Đớm ơi, xuống ăn thịt chiên nè con. Hả? Hôm nay mày làm món thịt chiên mình thích kìa. Yeah. Thịt chiên mày làm ngon quá đi. Ăn no quá. Chiếc nón này hay thiệt đó. Mình phải đi thử một vòng xem sao. Đúng ơi, may quá. Hôm trước bạn cho mình mượn cây viết lúc làm bài kiểm tra. Nay mình đem cho bạn mượn cuốn truyện mới nhất nè. Wow, cảm ơn bạn nha. May quá, mình mà đi chậm tí nữa thì cái đó rất trúng đầu mình rồi. Cái nón này đúng là may mắn. Có nó thì lúc nào mình cũng hạnh phúc. Đớm ơi đớm, nhà mình có làm hai cái bánh tính mang cho bạn với bụng bự. Nhưng mà bụng bự bị đau bụng nên mình cho bạn hết luôn nè. Thích quá vậy, vậy mình ăn nha. Cái nón đó thiệt là tuyệt vời. Phải lấy của nó thôi. Ơ, à, ê, con quả kia, trả lại đây. Ê, ơ, ây da. Ơ, ê, thôi rồi. Không có cái nón thì mình toàn gặp chuyện xui không. Mình sẽ không thấy hạnh phúc nữa. Ủa, dạ con ơi, có chuyện gì vậy? Em lạc mất mẹ rồi. Em tội nghiệp quá không? À, tụi anh sẽ giúp em. Nè. Nhìn gà con hạnh phúc chứ kìa. Cái bắp của tôi. Ủa, có chuyện gì vậy cô chuột? Cô đi chợ mà làm mất cái bóp rồi. Tiền ăn cả nhà cô ở đó. Tụi con sẽ giúp cô. Cái bóp của tôi. Cảm ơn hai đứa nhiều nha. Chuột con không bị đói nữa rồi. Thiệt là may quá. Nhìn cô chuột thiệt là hạnh phúc. Ồ, mình chợt nhận ra không có cái nón may mắn mà mình cũng thấy hạnh phúc nữa nè. Mình thấy thật là bình yên khi mình có thể giúp đỡ người khác bằng chính sức lực của mình. Đây mới là hạnh phúc thật sự đó đớm à. Ba ơi, con trả ba nè. Ủa, nón gì đây? Con biết cái nón đó là ba cho con, muốn con được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà con nhận ra hạnh phúc không chỉ do may mắn mà có được, mà trong lòng cảm thấy thực sự bình yên khi có thể giúp đỡ người khác. Đó mới là hạnh phúc thật sự đó ba. Giỏi lắm con trai. Giờ thì cùng với ba vô ăn cơm nha. Dạ. Đớm và bụng bự dựng lều nha. Còn mình sẽ vào rừng hái nấm và trái cây. Bụng bự, sao bạn lại làm bếp chi cọc của mình vậy? Ờ, mình đâu có. Mình kìa, hai cái dây kia kìa. Tự nhiên cũng đứt luôn kìa đó. Chắc chắn là có kẻ phá hoại chúng ta. Thì nhưng là ai? Không biết là ai nữa. Nhưng thôi, mình nhân liều lại đi. À, mình biết là ai rồi. Dây đứt á, là do bị cắn nè. Kẻ phá hoại ở đây nè bụng bự. Nè, võ thì lên đây nói chuyện nè. Sao phá hoại vậy? Làm gì mà la hét ồn ào quá. Nè nè nè, sao mấy bạn phá lều của tụi mình vậy? Ai phá ai? Mấy bạn phá các người phá đó. Ai phá ai? Mấy bạn phá đó. Mấy bạn phá các người phá đó. Không có đâu bạn phá. Phá đó. Nói đây vậy.
thì quýnh nhau đi. Ai thắng thì người kia phải chịu mình là kẻ phá hoại được không? Hả? Mong vào vô. Đây cũng đâu có sợ à. Khoan đã, chuyện đâu còn có đó. Thưa bác, cái bạn chuột chuỗi đi nè, phá hoại lời của tôi con. Ai biểu mấy người làm cho nhà của chúng tôi đen tối làm cái gì? Hồi nào, đừng có nói vậy nha. Thôi, cho ta can đi. Bây giờ ta sẽ xử thắng cho ai mà đánh bật được con Bismarck cao su này rớt xuống đất, được chưa? Chuyện nhỏ à, để con. Hả? Vậy nghe, nếu như không phải là Bismarck, có phải người bị tổn thương và đau sẽ là tụi con và chính bạn của mình không? Tụi con đang tranh cãi xem ai là người có lỗi, ai là kẻ phá hoại người kia, có đúng vậy không? Vậy đánh nhau có phân được ai có lỗi không? Dạ không ạ. Vậy sao thay vì đánh nhau thì mỗi người nhường nhau một chút, nhà chuột đã có trước thì mình dời liều sang chỗ khác. Còn chuột muốn bạn dời đi sao không đề nghị rõ ràng, có phải là ổn hơn không? Dạ phải, đúng vậy. Đốm, xin lỗi bạn. Chuột, mình xin lỗi bạn nha. Cho mình xin lỗi nha. Xin lỗi bạn nha. Thấy chưa, mọi chuyện đều luôn có cách giải quyết hết mà, chỉ cần mình bình tĩnh thôi, hiểu không? Dạ. Bài rồi các em đọc bài cho cô rồi ra về nhé. Thôi tiêu rồi, kiểu này lại bị không điểm cho coi. Ngày gì mà xui vậy trời. Mấy hôm mình học bài chăm chỉ thì con không kiểm tra, hôm qua không học bài thì hôm nay kiểm tra đột xuất. Hôm nay xui xẻo làm tâm trạng mình không được tốt, phải chọc bạn bội vàng mới được. Gì kỳ vậy? Cái tổ ong mà cũng chống đối mình nữa hả? Thì là bực mình mà. Con tôi. Sao hết chỗ nói luôn đó. Sao lại té tua vậy hả Đôm? Ông tiên không thấy sao còn hỏi? Con thiệt là xui quá mà. Ta thấy là do con thôi, sao lại đổ thừa cho xui được? Rõ ràng là xui mà. Ông tiên có cách nào làm cho con hết xui không? Đương nhiên là có chứ. Đây là chiếc túi đựng sự xui xẻo, con hãy thổi vào đây rồi cột chặt lại, vậy là sự xui xẻo của con sẽ nằm hết ở đây đó. Ồ, hay vậy, con cảm ơn ông tiên nhiều. Nhớ phải giữ cho thật kỹ đó nha. Dạ, con biết rồi. Lại ăn chuối nè con. À, hôm nay có chuối hả mẹ? Để con ra mở cho. Tụi mình qua học bài chung với bạn nè. À, hay quá. Giờ học gì chơi, các bạn vô đi. À. Trời ơi, là cuốn tập bạn mượn mình. Bắt đền bạn đó. À, quá đi. Trời ơi, con bị điểm thấp mà giấu mẹ hả? Thưa con, con... Mẹ bạn té sưng chân luôn rồi nè, bạn thiệt là tệ đó Đốm. Trời ơi, mình đã có sự xui xẻo vô cái túi rồi mà. Sao giống xui vậy ông Tiên ơi? Giờ thì đã hiểu chưa Đốm? Do dù kiểu gì con không biết xui được hả ông Tiên? Trời ạ, con vẫn không hiểu sao? Tất cả sự xui xẻo này là do con tự tạo ra đó thôi. Nếu con chịu chăm chỉ thì cô kiểm tra đột xuất con cũng làm bài được. Nếu con không có ý chọc bạn bò thì cái tổ ong đó đâu có rớt xuống. Rồi còn vỏ chuối con dứt lung tung nữa. Nếu con không làm sai thì con đâu gặp những chuyện này, đúng không hả? Hả? Thì ra tất cả là do con sao? Cuộc sống có lúc may mắn, có lúc gặp xui xẻo. Miễn sao con làm việc đúng, không hổ thẹn với bản thân mình, cố gắng vượt qua những lúc khó khăn, vậy thì may mắn mới đến nhiều hơn sự xui xẻo được. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Con có lỗi với mẹ lắm. Mình xin lỗi bụng bự vì cuốn tập nha. Con biết sai là tốt rồi. Mấy đứa phụ mẹ dọn dẹp rồi hãy đi chơi nghe. Dạ. Yeah.
mời chị vào nhà chơi. Tôi có đem qua cho chị mấy cái khuôn làm rau câu, quả tiết đẹp lắm nha. Thích quá, em vừa có ý định sẽ làm món đó đãi cả nhà đó. À, chị đợi em một chút nha, em có món này hay lắm nè. Gì mà bí mật dữ vậy mẹ đớm. Bánh flan phô mai que ở trong tủ lạnh đâu hết rồi? Con hết rồi. Sao con ăn mà không xin phép mẹ? Sao phải xin phép? Con phải mẹ làm tất cả cho con sao? Dù là mẹ có thể cho con ăn hết, nhưng con cũng phải xin phép mẹ, biết chưa? Vậy có gì khác biệt đâu, trước sau gì con cũng ăn thôi. Mẹ rất buồn về điều này. Bây giờ mẹ không còn bánh để đãi mẹ bụng bự nữa. Không được lắc. Vui lòng đọc mã số khách hàng. Hả? Mã số gì? Rắc rối quá à. Em có nhận đồ chuyển phát nhanh của anh không vậy? Dạ không. Đồ gì anh? Mà họ gửi lâu chưa? Tin nhắn báo cho anh là đã chuyển hàng thành công rồi mà. Sao kỳ vậy ta? Nếu em không nhận thì là... Chắc là đếm ký nhận đó. Mình không tin là mình không bỏ được cái hộp này. Đúng. Tại sao con dám? Tại vì con không biết là... Lại là không xin phép nữa phải không đếm? Đây là vật phẩm riêng tư của ba, gửi cho ba một màu âm thanh để làm nghiên cứu. Sao con dám tự nhiên sử dụng đồ của người khác vậy? Con tuy chúng ta cùng chung một nhà, nhưng cũng phải có quy tắc của nó con à. Ba mẹ không tiếc gì với con hết, nhưng con muốn làm gì ngoài đồ vật của riêng con thì con cũng phải xin phép người khác. Đó là phép lịch sự, nghe chưa? Dạ con biết rồi, con không dám tái phạm nữa đâu. Vậy thì tốt, nhớ đó nghe chưa? Thưa ba mẹ, con đi học. Con học hết bữa nay á là được nghỉ hè rồi. Từ mai là con sẽ đi chơi thoải mái với đớm luôn. Yeah. Hả? Ba nó nói sao? Ba nói chuyện công tác nên nhà mình cũng phải chuyển đi sao? Bụng bự chắc sẽ buồn lắm đó. Nhưng không sao đâu, chỉ có... Không, con không chịu chuyển nhà đâu. Ba mẹ không thương con gì hết. Ơ, bụng bự. Đó, chuyện là vậy đó. Không, bụng bự không được chuyển đi. Bụng bự mà chuyển đi thì hè này tụi mình còn có hai đứa à, biết chơi gì giờ. Mình cũng không muốn chuyển đi đâu. Mọi người có cách nào giúp mình ở lại đây không? Được, vậy chúng ta hãy bắt đầu kế hoạch giúp bụng bự không phải chuyển đi. Ba mình kìa, kế hoạch của bạn là gì vậy đớm? Vì lý do bụng bự phải chuyển đi là do ba bụng bự phải đi công tác xa, đúng không? Đúng. Vậy thì chúng ta chỉ cần làm cho ba bụng bự mất việc là xong, không cần công tác xa, không còn chuyển nhà. Mình thấy kế hoạch này có gì đó sai sai á. Chắc là mình không nên làm vậy đâu. Không còn thời gian đâu, anh kẹo biến hình giờ đi. Chúng ta cần phải hành động ngay. Bước một thành công. Tiếp theo, chúng ta sẽ đánh cắp cho bằng được tài liệu của ba bụng bự. Con kỳ lạ này, mau tránh đường đi, ta sắp trễ giờ làm rồi. Thời cơ tới rồi. À, con chim này dám ăn cắp tài liệu của ta hả? Chụp đi. Trời ơi, tài liệu của tôi, công việc của tôi. Kế hoạch thành công rồi. Tôi chết rồi, hết thời gian biến hình rồi. À, thì ra là mấy đứa. Dạ, tại con. Nhưng mà tại ba mẹ chuyển đi nơi khác nên con mới làm vậy thôi. Bác cho bụng bự ở lại đây chơi với tụi con đi.
đừng chuyển đi nữa. Trời ơi, ba được công ty chuyển đi công tác ở gần nhà mình thôi. Đi chỉ mất 1 giờ đồng hồ, mà cũng chỉ mất 1 tuần để hoàn thành công việc rồi về lại căn nhà cũ. Chuyến đi này chẳng khác gì một chuyến du lịch ngắn ngày hết. Vậy hả ba? Vậy mà con cứ tưởng. Con chưa nghe rõ đầu đuôi câu chuyện đã bày trò phá phách. Tối nay về, ba mét mẹ đánh đòn cho biết. Ba, con xin lỗi. Lần sau con hứa sẽ không hấp tấp mà gây họa nữa.